xong và đưa lên trang web vô lượng thọ.vn. Vì vậy ai muốn nghe lại cái đoạn đầu hoặc nghe lại đĩa đó thì trên trang web vô lượng thọ.vn có đăng tải cái đĩa này chúng tôi đã làm xong hôm Chủ nhật vừa rồi. Thì tụ chung cũng nói vài điều chúng tôi nhắc lại, đó là cái lịch giảng mỗi tháng có 2 ngày 14 và ngày mùng 1 tụng giới. Tụng giới tỳ kheo, tụng giới sa di và tụng giới cư sĩ. Nếu vị nào không có mặt tại tỉnh thất thì chúng ta có thể ở tại nhà để chúng ta thọ lãnh cái giới pháp của Phật. Mỗi lần thọ lãnh thì mỗi lần có cái thọ dụng. Đây là một cái nền tảng để làm một con người. Nếu
hủy phạm năm giới thì đời sau chúng ta không được làm người. Tuy rằng đời này là người, nhưng mà tâm người này đã là giả thú rồi. Đó là cái việc chúng ta nên giữ năm giới mười thiện cho chắc. Vậy cho nên thành ra nếu ai mà gần tỉnh thất thì mỗi tháng chúng ta vào để tụng giới. Và thêm nữa là mỗi tuần chúng tôi giảng thứ ba, thứ năm, thứ sáu và chủ nhật. Đây là chúng tôi nói cái lịch thời gian để mọi người nắm biết, để chúng ta theo dõi, chúng ta học. Chúng tôi nghĩ riêng bản thân chúng tôi khi đọc vào văn sao thì đầu tiên rất ngỡ ngàng. Khi ở bên Morgan Hill, Bắc Cali, Hoa Kỳ, chúng tôi đọc đầu tiên là cái bộ Tam Biên. Đọc vào thấy không hiểu gì cả. Đó là bản thân chúng tôi mấy chục năm tu hành, nhưng mà tưởng chừng là viết cho các vị Phật tử đơn giản, nhưng mà cái sở chứng của Ngài quá cao sâu. Cái sở chứng của Ngài quá cao sâu cho nên nhiều lúc mình đọc qua một lần không hiểu nổi. Mãi mãi đến hôm nay coi như gần 3 năm mà nhiều đoạn chúng tôi đọc vô hiểu không nổi. Vậy cho nên thành ra quý thầy, quý Phật tử nếu mà không có lên lớp học và nghe chúng tôi chia sẻ đó thì nhiều lúc mình phải mất thời gian khá lâu. Đôi khi cả năm đọc vào đoạn đó không thể thấu hiểu nổi. Nhưng mà trong giây phút mình ngồi trong lớp mình lại nghe lại hiểu được. Lý do gì? Cái lòng tôn kính của chúng ta ngồi trong lớp nó khác với cái lúc chúng ta đọc lắm. Quý vị để ý lại, những lúc mình đọc sách mình thấy cái tâm cung kính của mình không có bằng trong lớp học. Rõ ràng. Thứ nhất, vấn đề thứ hai nữa, khi một cái lớp học ở trong một cái cảnh thanh tịnh già lam đó có Long Thần Hộ Pháp, chư Phật Bồ Tát gia trì, mắt phàm không thấy. Vậy cho nên thành ra hôm nay có những đoạn thì thầy Giác Nhàn sẽ đọc cho quý thầy và mấy người có viết ghi á, còn không thì mình sẽ tập trung để mình nghe cho nó sâu. Có nhiều lúc vừa nghe vừa viết thì cái đoạn mình đang viết mình viết được, nhưng mà cái đoạn chúng tôi nói kế tiếp là quý vị lại không có bắt kịp được. Chúng tôi soạn ra những cái chỗ trong văn sao chúng tôi bôi đen đậm lên là sẽ đọc cho đại chúng những cái đoạn này, về bắt đầu mình mới chiêm nghiệm. Vì vậy cho nên thành ra là ba cái bộ văn sao đó, ba cái bộ văn sao mà lúc tổ ngài còn tại thế chưa có thị tịch á, thì ngài hay giới thiệu trong văn sao. Thứ nhất là ngài nói thì tôi gửi cho ông một gói Gia Ngôn Luật. Đây là cuốn sách tổng hợp đầy đủ hết trong này, phương pháp tu trì, rồi giáo dục gia đình, nhân quả, vân vân, đủ hết. Thứ hai đó là tục biên với chánh biên, là cái lúc thời Ấn Tổ còn tại thế là ngài đã viết thư cho mọi người, và những người người ta đã kết tập lại những lá thư này đã có từ khi ngài còn và chưa thị tịch. Khi ngài thị tịch đó thì bèn lục ra ở trong túi hành lý của ngài và một số gia đình Phật tử gửi đến 700 lá thư nữa mới kết tập thành Tam Biên. Thì mọi người mới thấy ra bộ Tam Biên là quý giá, không có bị thất lạc, mừng vô cùng. Vậy cho nên thành ra là ba bộ chánh biên, rồi tục biên và tam biên đó, và Gia Ngôn Luật, và cộng thêm về sau người ta rút ra những cái tinh yếu ở trong ba bộ sách văn sao đó thành cuốn sách đó, là hai cuốn nhỏ gói gọn đó là Tinh Hoa Luật. Những lá thư thí dụ viết tràn lan đại hải, nói đủ thứ gia đình của họ, chuyện này chuyện nọ, nhưng họ cô động lại những cái gì nói chuyên sâu về tịnh độ, họ rút ra những cái tinh yếu gọi là Tinh Hoa Luật.
Và bổ sách thêm đó nữa là Giáo dục gia đình và Bảo thân tiết dục. Đây là bốn cuốn, hai cuốn tinh hoa lục, những tinh yếu trong này mà người đọc vào, nhiều lúc đọc vào chưa hiểu liền được nổi, cảnh giới quá cao sâu. Tuy nhiên có những chỗ chúng ta hiểu liền mà chúng ta làm không được, quý vị để làm không nổi. Cho nên thành ra là bốn cuốn sách mà cô đọng tinh yếu đó là Giáo dục gia đình, Bảo thân tiết dục và Tinh hoa lục, có hai cuốn. Thì anh em phải giữ cuốn này mỗi ngày đọc giống như ăn cơm, vì vì đây là bộ sách quan trọng, cực kỳ quan trọng. Bộ sách này giúp cho mình để thành tựu được chuyện gì, và vì sao bộ sách này quý hơn rương vàng? Chúng tôi dám lấy hơn 10 tỷ là vàng là tiền gì phải không, đổi thành sách, in thành sách phổ biến tặng cho mọi người. Vì chúng tôi thấy rằng vàng tiền nếu giao cho những người mà hưởng phước không biết nhân quả, tạo ác thì là hưởng phước tạo nghiệp xấu ác, họ đọa lạc là nguy hại vô cùng. Còn giao cho những người thiện thì họ chỉ làm được phước thiện để hưởng phước báu trời người thôi, chứ liễu sanh thoát tử họ vẫn không thể nào thành tựu được. Thì làm sao mà vàng tiền so bì với cái bộ sách này được, đúng không? Cho nên tổ hay nói là bộ sách mà dạy để làm thánh hiền Phật Bồ Tát đó là quý hơn rương vàng, rõ ràng. Vậy cho nên thành ra chúng tôi in bộ sách này để phổ biến trên toàn cầu và đọc ra MP3, làm thành phim MP4 để lên trên YouTube. Trên YouTube quý vị phải hết sức coi như là quý trọng bộ sách này. Vì sao bộ sách này chúng tôi lại quý trọng như vậy? Vì trên con đường công phu tịnh độ chúng tôi gặp nhiều trở ngại, trắc trở vô cùng, gặp nhiều chướng ngại. Sau khi gặp bộ văn sao rồi chúng tôi mới định hướng được, giống như thuyền ra biển khơi mà không có lá bàn. Dĩ nhiên không phải là mình không có các vật tiền bối, các vị lão sư sách kinh, nhưng mà điều sao không biết mình lại vẫn xem vẫn coi, nhưng mà mình vẫn bị lệch hướng khi đi sâu vào công phu. Nhưng đọc vào văn sao thì bắt đầu mình lại vững trên cái việc mình công phu hành trì, và đọc đến đâu mình tin lời của Ngài đến đó. Và nhất là cái chuyện thị tịch biết trước lúc mất là Ngài là biểu biểu pháp vãng sanh, mình yên tâm vô cùng. Và một cái điều mà chúng tôi thường nhắc với quý vị là đọc vào văn sao thì tất cả khúc mắc đều được tháo gỡ. Bởi vì bao nhiêu chuyện người tu sĩ, bao nhiêu cái chuyện ngoài thế gian hầu như là những chuyện rắc rối trở ngại, Ngài giải đáp được hết, và những người đó được chuyển hóa hết từ các vị hòa thượng Quảng Huệ mà Ngài viết cho một lá thư 5.000 chữ. Quý vị biết 5.000 chữ đâu phải là ít, một lá thư 5.000 chữ, và hòa thượng phải phải phục Ngài và chuyển từ thiền sang tịnh độ. Là biết vị Bồ Tát Đại Thế Chí của Phật là Ấn Tổ, không phải là người thường đâu. Hết sức thận trọng, mình phải cung kính. Vì vậy cho nên thành ra là cái bộ sách văn sao như chúng tôi quý trọng và không tiếc tiền đổi ra để in là chuyện làm tất nhiên phải làm, và quyết tâm phải làm và hoan hỷ để làm. Và bộ sách này tổng hợp nói những điều gì, cái chỗ này chỗ quan trọng, anh em ghi cái chỗ này. Người muốn vãng sanh phải chuyển người ác thành người thiện. Chỗ này là cái chỗ mấu chốt này, chỗ này là nấc thang mà không thể thiếu được. Người muốn vãng sanh phải chuyển người ác trở thành người thiện. Bộ văn sao này giúp cho mình được đó ngang, chuyển ác thành thành thiện, rồi chuyển thiện thành hiền, và chuyển hiền thành thánh. Người muốn vãng sanh bắt buộc phải làm cái điều kiện này, phải chuyển ác thành thiện, chuyển thiện thành hiền, chuyển hiền thành thánh.
và bắt đầu nâng cao cảnh giới, thoát khỏi tam giới, thành Phật mà trong một đời. Giờ đại chúng ghi đến đó thôi, rồi bắt đầu mình sẽ hiểu trong bộ văn sau dạy mình như thế nào. Ngài nói một câu chỗ này là mình nghe thấy đắc ý liền: người ác niệm Phật không vãng sanh. Nhưng mà họ lầm, họ nghĩ rằng là họ niệm Phật là vãng sanh. Bất hiếu cha mẹ, bất trung bất nghĩa, hiếu đệ, trung tín lễ nghĩa liêm sĩ không có, cần kiệm ôn cung không có, năm giới họ không giữ, mười thiện họ không làm, họ chỉ có niệm Phật thôi. Thì người này gọi là ác nhân niệm Phật, chứ không phải là thiện nhân niệm Phật. Chỗ này chỗ sâu sắc để chúng để. Chúng tôi coi hết những cái chuyện vãng sanh trong mấy điệu sen thanh và một số những mẫu chuyện, hầu như nói những người này là người hiền thiện, người này có đạo đức, đúng không? Những người này là người lương dân. Vì sao những người này niệm Phật vãng sanh? Vì những người này tâm hợp với Phật. Cho nên Ngài nói rất quan trọng, cực kỳ quan trọng, phải là người này làm được hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, phải là người này là hiền thiện, thì tâm hợp với Phật, thì người này niệm Phật mới vãng sanh. Chỗ này chỗ mấu chốt Ngài chỉ. Ngài nói nếu chỉ cho đó người đó niệm Phật không thôi, không chỉ cái phương pháp và cho họ biết được cái nhân quả, sợ nhân quả xấu ác và phát tâm làm nhân quả thiện lành, thì người này không thể nào vãng sanh được, bởi vì mất gốc. Như cây không có rễ rồi, như chim không có cánh rồi. Nhưng mà nói đến một người thiện nhân á, gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân, mà trong kinh A Di Đà nói á, quý vị biết tiêu chuẩn của thiện nam tử không? Người mà được xem là thiện nam tử, người này phải làm mười thiện trọn vẹn: thâm không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng không nói láo, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi, ý không tham sân si, làm trọn vẹn được mười thiện, gọi là thiện nam tử, người nam, thiện nữ nhân. Mà làm được cái việc mà ý không còn tham sân si thì người này là thánh hiền rồi. Người này là chứng A-la-hán rồi, người ta mới đoạn tận được tham sân si. Mạn nghi đó là ngũ độn sử, người ta đoạn được thì gọi đây là vị A-la-hán, chính thức là thiện nhân. Mình được thiện nhân không? Nhưng mà cái pháp vô tịnh độ mở cho mình một cái chân trời mới. Tuy rằng không làm được hoàn toàn 100% là thiện nhân như chứng đắc A-la-hán, nhưng phục được thiện, phục thiện, phục được ác, làm được thiện là tham sân si mạn nghi họ phục được. Tức là nó không có lừng lẫy nữa, nó mỏng nhẹ. Rồi họ có đầy đủ tín nguyện, họ niệm Phật và họ tích lũy thêm thiện căn phước đức, thì người này chưa đoạn trừ tham sân si mạn nghi của tư hoặc và kiến hoặc, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, nhưng người này đã thoát ly sanh tử nhờ Phật lực gia trì, và người này khi về tới cực lạc là bằng với A La Hán. Tuy rằng còn cái tham sân si chưa dứt trừ được vô minh hoặc trần sa hoặc kiến hoặc tư hoặc, nhưng nó nằm im đó, từ từ nó tiêu, chứ nó không có thể manh nha giấy động được. Cái chỗ đây là cái chỗ pháp môn tịnh độ, là cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp, là chỗ này. Mình phải luận ra cho tột cùng của cái lời Phật dạy là pháp môn phù hợp với mình trong thời mạt pháp là pháp môn gì? Là pháp môn tịnh độ. Tuy không đoạn được kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc, trần sa hoặc, mà người ta chỉ cần phục nó thôi, phải phục cho được. Nếu không phục được thì nó mạnh chiếm ưu thế lừng lẫy, thì lúc lâm chung tuy rằng đủ tín nguyện nhưng mà nó quá lừng lẫy, nó mạnh thì không niệm được câu Phật hiệu, thì người này vẫn ở lại lắm. Phải tin chắc chỗ này và nắm vững được chỗ này. Cho nên cái việc mà để vãng sanh, người này phải là thiện nhân. Thiện nhân bằng với lương dân. Còn người ác nhân gọi là ngụy thiện nhân. Mà trong cõi này cái số lượng người ác nhân, ngụy thiện nhân quá nhiều, quá nhiều. Cho nên mới thành ra Phật mới dùng danh từ là cõi ác thế, gọi là cõi ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Đây là cõi ngũ trược ác thế, quá là xấu ác đi. Mà người thiện trong này mà không bị đồng hóa xấu ác thì con người này căn lành sâu lắm.
ví dụ họ ăn chay mà họ không có bị đồng hóa, và ai nói gì họ cũng không có chuyển chay sang mặn, và giàu cho những người phụ nữ đẹp đến tằn tiện với họ và đến dụ dỗ họ gì đi nữa, họ vẫn chung thủy một vợ một chồng, và họ không phạm đến những cái giới của Phật cấm, thì người này không phải là dễ tìm đâu. Khó, cực kỳ khó. Ở trong đấm ác mà họ không nhiễm ác thì cái chuyện này khó. Vì sao họ được như vậy? Bởi vì họ gieo trồng cái thiện căn đời trước quá sâu dày. Đời này họ gặp được bậc thiện hữu trí thức, gặp được thánh hiền Phật Bồ Tát, cho nên họ có định hướng cho họ rõ ràng. Như vậy hôm nay mình tổng kết lại trong văn sao nói muốn vãng sanh cực lạc, người này phải là thiện nhân. Đó là tiêu chuẩn thấp nhất. Bắt đầu bước lên hiền nhân là người ta ngộ được rồi, ngộ được vạn pháp giai không rồi, mà chứng được gọi là thánh nhân. Họ chứng được thánh quả, nghĩa là họ đoạn được kiến hoặc và tư hoặc, họ vào chứng được A-la-hán. Thiên nhãn thông họ mở, thiên nhĩ tha tâm túc mạng, thần túc thông họ mở ra hết, mà lậu tận thông họ chưa mở thôi, chưa đoạn sạch hết là trần sa hoặc giới là vô minh hoặc. Cho nên thành ra người chứng này gọi là chứng thánh quả. Như vậy hôm nay mình là bậc gì? Bậc thiện nhân. Mà được trọn vẹn 100% thiện nhân chưa? Chưa. Nhìn lại kỹ, vẫn còn ác lẫn lộn trong đó. Nhưng mà có nhiều người ở thế gian không phân định được thiện ác lắm. Họ kêu hại người hại vật, lấn lướt mọi người, có cơ hội là móc túi họ, có cơ hội là coi như hại họ để cho mình đầy túi đầy bị, có cơ hội là mình coi như là cha mẹ cũng như anh em là trù dập lấn lướt hơn. Họ nghĩ bình thường. Cái này là hại người hại vật, đây là ác. Mà lợi người lợi vật là thiện. Chứng tỏ ngài nói người mà thiện để lợi người lợi vật, mà lợi vật đến tột cùng của cái tâm lợi vật á, thì trời Phật phải bảo hộ người này, không bao giờ người này bị bệnh, không bao giờ người này gặp chướng ngại. Họ lợi người lợi vật. Như vậy hôm nay mình biết bộ văn sao giúp cho mình bước từng bước, biết đâu là ác bỏ ác, biết đâu là thiện làm lành làm thiện, biết đâu để bước lên bậc hiền, bậc thánh. Và trong một đời liễu sanh thoát tử, thì đây là một bộ sách thì chúng tôi nói suốt trong lộ trình hơn 30 năm để tu hành. Đây là bộ sách gối đầu giường, gia bảo. Ai trong nhà cũng có tục biên, chánh biên, tam biên, giáo dục gia đình. Con cái của mình nó đang đến con đường cùng, đổ nát hết sự nghiệp, nó về rút ở trong cái tủ sách ra, nó thấy giáo dục gia đình, nó coi cho nó từ từ bắt đầu nó định hướng được. Còn cho nó một kho vàng đi nữa, kêu nó định hướng không ra, dám chắc như cái gì luôn. Đây là lời của các vị Phật tổ thánh hiền rồi, mà đâu phải là chúng tôi tự nói đâu. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi minh định được cái việc là mình muốn niệm Phật vãng sanh, thì quyết định phải làm cho bằng được là người thiện đó. Và cái căn bản của người thiện là phải giữ năm giới trọn vẹn, làm 10 thiện mà gọi là trung thiện là 7 điểm á, là mình có phần vãng sanh. Còn hạ thiện là A-tô-la, cái đó chưa chắc ạ. Mà hạ ác á, là phẩm ác của súc sanh, thì cái này là cơ nguy quá. Trung ác là ngạ quỷ, mà thượng ác đó là địa ngục. Cái cửa ác là nay đóng bít rồi đó, chào vĩnh biệt luân hồi không làm. Cửa thiện bắt đầu mở ra, phải mở cho bằng được trong tâm mình là cửa thiện. Người mà phát đại bồ đề tâm của thiện tâm mà niệm Phật thì người này thấy Phật lớn. Kinh khủng. Mà phát đại bồ đề tâm mà để mà vãng sanh thì người này lúc vãng sanh gặp Tây Phương Cực Lạc là chuyện dễ dàng. Đó là cái việc mà chúng tôi nói đến. Ở trong cái cuộc đời của Ấn Tổ, có một cái ông đầu tiên mà gọi là vận chuyển pháp luân của Ấn Tổ đó, là ông Cao Hạt Niên. Ông Cao Hạt Niên này đặc biệt. Ông khi
không biết tìm đâu được vài cái bài luận của ngài. Dĩ hiếu vi bổn luận, luận lấy hiếu làm gốc, trì kinh lợi ích luận. Thì coi một vài bài luận thôi, ông thấy hay quá và ông phát tâm đi xuất gia liền. Căn lành người này sâu không? Đi xuất gia. Lúc đó ông này ông chưa có gia đình. Thì ông đăng tải thì ông lấy cái tên gọi là Thích Thường Tàm Quý Tăng. Gọi là Thường Tàm Quý Tăng. Tàm là hổ thẹn với mình, quý là hổ thẹn với người. Vô tàm là không hổ thẹn với mình, vô quý là không hổ thẹn với người. Mà ngài luôn luôn hổ thẹn với mình và hổ thẹn với người, gọi là Thường Tàm Quý Tăng. Mà hổ thẹn là thường xuyên, biệt hiệu của ngài, ngài lấy riêng cho ngài. Mà không phải đọc danh hiệu không đâu, mà là thực chất là hổ thẹn vậy đó. Bồ Tát mà hổ thẹn vậy đó. Thì ông Cao Hạt Niên này, ông đăng những cái bài luận của ngài đi khắp nơi trên báo của Trung Quốc. Không biết ngài là ai ở đâu luôn, giấu biệt tông tích. Khi mà ông gửi thư đến thì đặc biệt ông này ông tổ gửi cho 8 lá thư. Và ông muốn phát tâm đi xuất gia thì cha mẹ không cho, cha mẹ bắt ông phải có gia đình. Thì ông cũng thuận theo, tất cả cuộc đời bắt đầu ông gặp Ấn Tổ là Ấn Tổ đều hướng dẫn cho ông hết. Và Ấn Tổ cũng nói ông nếu cha mẹ không cho xuất gia thì không được xuất gia. Mà thời này là thời Ấn Tổ đó, cho đến bây giờ đó, thì ngài nói là nên giữ cư sĩ tại gia, giữ cư sĩ tại gia, và cái chuyện hoằng pháp cũng như tu hành vãng sanh sẽ dễ hơn tu sĩ. Vì sao? Vì một số các vị tu sĩ như bản thân chúng tôi vừa vào học đạo được vài năm là cho đi học trường này trường nọ, nhiều thầy dạy nhiều bộ môn quá, khó chọn cho mình một bộ môn. Thứ hai, một số các ngôi chùa ứng phó đạo tràng mới có kinh tế sống, tức là cúng kiến và suốt ngày chỉ đi cúng không. Một số các chùa họ làm kinh tế về phòng phát hành kinh sách, buôn bán vân vân mới có kinh tế. Rồi một số các chùa họ phải làm nhang vân vân, phải có kinh tế để mà họ sống. Bên Việt Nam mình thì ít thấy cái tình trạng như bên Mỹ, là một số các thầy đi làm nhà, đi làm neo, làm công việc mới có tiền đủ sống được. Một số tiểu bang ít người Việt. Thì ngài nói cái đó là cái mà lo quá phận và nhiều lúc mình không có thời gian để tu hành. Và cái mà ngài lo ngại nhất là học nhiều kinh sách quá, rồi xem tịnh độ bình thường quá, rồi không tu tịnh độ. Đây là cái chướng ngại của người tu sĩ. Bởi vì ngài là vị hòa thượng rồi, ngài biết. Cho nên cuộc đời ngài không xuất gia cho ai, và cũng không xây chùa. Mà kêu bây giờ tăng ở bên Trung Quốc vận động để xây chùa quá nhiều, đến chỗ nào nhiều lúc Phật tử sợ, cho nên ngài không có muốn vướng vô cái chuyện như vậy. Cho nên ngài không muốn xây chùa, không muốn trụ trì, chỉ muốn tu để niệm Phật liễu sanh thoát tử thôi. Thì đó là cái hướng của ngài đi. Mà mong mấy anh em nếu ai có được cái chí hướng như ngài thì giữ chí hướng đó. Ngài hay dùng cái danh từ gọi là cao tăng đẻ tóc, tu chân ngay nơi cõi tục. Thì như vậy ông Cao Hạt Niên này, ông có vợ. Ông này hay, ông có vợ nhưng không có con. Và khi có vợ nói với vợ là bạn đồng tu, và coi người vợ này như người em ruột. Không có con. Và ông đem văn sao và ông đi các nơi, ông phổ biến văn sao, và ông chỉ lo tu hành. Và cuối cùng cuộc đời của ông có một cái việc, đó là cải gia quy tự, biến nhà thành đạo tràng, và đặt cái tên của đạo tràng, cái nhà của ông á, cái đạo tràng của ông á, nó có một cái hay là ông chỉ gom mấy bà già neo đơn không chỗ nương tựa mang về, mấy cô gái mà coi như chồng bỏ chồng chê mà khổ đau mà ông cũng mang về. Nhưng mà nghe cái đạo tràng này là người phụ nữ nhiều hơn nam, bởi vì nam họ còn cơ hội để vùng vẫy, còn chỗ làm ăn với họ, còn muốn hưởng phước, cho nên ít. Thường đạo tràng bây giờ là nam ít hơn nữ rồi, ngồi đó. Thì ổng gom một số những người quá phụ, một số những người già neo đơn, ổng về ổng đọc, ổng đặt cái tên của đạo tràng, ổng nghe hay lắm: Trinh Tiết Tịnh Độ An Lão Viện. Dầu cho người đó có chồng, chồng bỏ chồng chê, chồng đánh chồng chửi, mà vô trong này là người chỉ muốn vãng sanh, gọi là trinh tiết
người này vẫn giữ lòng trinh được, ghê không? Những chuyện quá khứ đã qua cắt bỏ, bây giờ là tâm thanh tịnh, là trinh, trinh lương, trinh tiết, tịnh độ an lão viện. Ông đặt cái tên đó, chắc là cũng ấn tổ cho ông. Hằng ngày ông vui với các cụ già, với mấy bà quá, bà quá đó, ông niệm Phật. Ông này giảng sạch. Vẫn là người có gia đình, nhưng mà ai được như Cao Hạc Niên không có con? Dẫu cho có con chỉ là chuyện để phong tục, về cái chuyện để nói giỏi tông đường, không lấy dục sự là vui, dầu cho chánh dâm họ cũng không làm. Là có con thôi. Còn cái chuyện xong khi có con rồi thì họ không có mơ màng nghĩ đến cái chuyện ăn nằm. Thì ấn tổ nói ông này siêu xuất. Vợ ông về là em, là bạn đồng tu, hỗ trợ cho ông đắc lực. Và cứ như vậy mà sống thì hai người đôi bên với nhau tôn trọng như khách quý, tôn trọng như anh em ruột, tôn trọng như bạn đồng tu. Ông này có phước mở được cái viện dưỡng lão Trinh Tiết Tịnh Độ An Lão Viện. Người ở trong này là chuyên tu tịnh độ, an ổn trong cái viện này. Và người này phải là trinh lương, trinh tiết. Người này phải là người thanh tịnh thì mới về cái tịnh độ An Lão Viện của Phật Di Đà. Hiểu chỗ này không? Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi tâm đắc cả ông Cà Hạc Niên này. Tuy rằng người đó có gia đình rồi, tuy rằng người đó có con rồi, nhưng mà khi bắt đầu họ bước vô cái An Lão Viện này á, là tịnh độ An Lão Viện này á, là họ là người lão lão thật thật niệm Phật rồi, là người an định an ổn, và cuộc đời này là chỉ chờ thời gian về cái An Lão Viện ở Tây Phương Cực Lạc thôi, không còn một cái suy nghĩ gì khác. Ông đặt cái tên nghe hay không? Khu chuyên tu mình bên đây đặt cái tên này cũng được. Hay quá. Trinh Tiết Tịnh Độ An Lão Viện Khu Chuyên Tu Hiệp Thạnh. Được không? Nhưng mà có tên nhưng mà không có thực, thực chất không có, thì cũng hữu danh vô thực. Nhưng chúng tôi tâm đắc cái tên này. Những cụ hôm nay ở trong này, tuy rằng ví dụ như là mẹ của chú Linh ở trong này giờ đang nấu ăn, bà cũng có mấy đứa con rồi, nhưng mà khi bước vô đây tâm bà thanh tịnh, tâm bà trinh lương, tâm bà trinh tiết. Từ bắt đầu giây phút này, con người trước đã chết rồi, không còn ở trong lòng mình nữa. Bắt đầu từ con người hôm nay là con người mới, là con người trinh tiết. Dầu cho con người cũ là con người tứ đổ tường, dầu cho con người ở trong lầu xanh, nhưng bây giờ họ bước ra khỏi lầu xanh, bước ra khỏi tứ đổ tường rồi, họ là người trinh tiết không có tái phạm, thì người này xứng đáng ở trong Trinh Tiết An Lão Viện Tịnh Độ. Sâu sắc không? Những con người này là phải nói là hiền nhân thánh nhân rồi. Mình phải học những con người này. Họ là một người cư sĩ thôi, nhưng mà họ được cái may mắn đó là gặp một vị Bồ Tát cổ Phật Đại Thế Chí là Ấn Tổ. Cho nên ông vận chuyển pháp luôn. Đầu tiên những bài luận của Ấn Tổ được lưu hành đi ra ngoài. Sau đó ông tùy ý, từ ý như bắt đầu ông lấy những lá thư của Ngài, bắt đầu ông mới phổ biến ra, kết tập thành văn sao, mới đặt là gì? Thích Ấn Quang. Về sau bắt đầu người ta mới biết Thích Ấn Quang ở chùa Pháp Vũ, núi Phổ Đà. Người ta mới nườm được, người ta đi tới. Lúc đó Ngài đã hàm dưỡng 35 năm. Từ 21 tuổi đi tu cho đến 56 tuổi, 25 năm bắt đầu, 35 năm bắt đầu người ta mới biết đến thân phận của Ngài, mà Ngài vẫn tránh, vẫn ở bên trong để tiếp tục hàm dưỡng tu hành. Gửi thư đến thì được, chứ gặp là Ngài không tiếp. Cho nên Ngài mới nói câu đóng cửa không tiếp ai. Xót nghĩ thân này sắp chết, chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành. Cho nên hình ra đọc vào văn sao giống như một loại thức ăn cao lương mỹ vị của Phật Bồ Tát cho mình. Càng đọc vào giống như món ăn càng thú vị, càng ăn thấy càng là pháp hỷ sung mãn, thích thú vô cùng. Cho nên cuộc đời chúng tôi có hai giai đoạn. Giai đoạn 2013 là gặp
Gia Ngôn Lục. Hồi tối chú Nhật Minh còn kể lại cái kỷ niệm tối nào thứ bảy chúng tôi cũng lên giảng gần một năm trời, và sáng chủ nhật tiếp tục giảng 2013, người ta về ngang hết trơn luôn. Và bắt đầu giai đoạn này khi gặp lại bộ Tam Biên này, ba bộ Tam Biên này, mong mọi người bắt đầu học. Vì Gia Ngôn Lục là nói đến pháp môn tu, chưa nói đến rõ cuộc đời và cái sự nghiệp của Ngài, và những lá thư đưa đến cho mọi người, cho nên thành ra nó có giới hạn với chúng tôi. Giờ chúng ta nghe cái đoạn này, đại chúng có thể ghi cái đoạn này chúng tôi trích ở trong Tinh Hoa Lục. Niệm danh hiệu Phật đừng dùng cách niệm quán tâm. Chỗ này sâu xa khó hiểu lắm. Này mà hôm nay có hai cô bạn của Đức Trí xuống nghe chỗ này phù hợp. Chị vợ của bạn Đức Trí hôm bữa tu cái cách dùng để quán tâm, chúng tôi đọc vô đây, chúng tôi nói đáng lẽ gửi lá thư cho cổ, nhưng mà kêu tưởng bữa nay cổ có mặt nó không có nghe lại cái đĩa này. Ngài chỉ cái cách dụng công, đừng nên dùng cách quán tâm. Niệm danh hiệu Phật đừng dùng cách niệm quán tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Chỗ này khó hiểu á, phải dụng công vô mới biết cái câu này á. Niệm Phật, niệm danh hiệu Phật đừng dùng cách niệm quán tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Chỗ này đại chúng ghi xong rồi mình tập trung lắng nghe, chứ ghi nhiều quá đôi khi không nghe tiếp cái câu kế tiếp. Trong kinh Lăng Nghiêm phải Đại Thế Chí Bồ Tát nói hai chấm. Chỗ này quan trọng, cho nên trong Tinh Hoa Lục có bôi đen làm chữ nghiêng. Trong kinh Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Bồ Tát nói nhiếp trọn sáu căn. Chỗ này Ngài nhắc hoài, thường những lá thư Ngài chỉ với người ta tu bằng cách này. Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nói, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Câu này phải thuộc lòng. Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nói, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Giờ nghe chỗ này. Niệm quán tâm là niệm thế nào? Người niệm Phật đừng dùng cách niệm quán tâm là sao? Niệm Phật tức là trì danh Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật. Đang lúc niệm, trong tâm của mình quán Đức Phật A Di Đà, đây là dùng cách niệm quán tâm. Vừa niệm Phật là Ngài nói người niệm Phật là người đang niệm Phật, là người có niệm danh hiệu Phật. Nhưng thêm đầu mọc thêm đầu, cát trộn với cơm. Đối với bổn phận mình, người phàm phu mình á, thì gọi là cát trộn với cơm. Còn các hàng Bồ Tát thì cát cơm gì cũng giống nhau rồi. Quán tâm hay là nhiếp tâm gì cũng là giống nhau rồi. Bởi vì cảnh giới Ngài cao và định sâu, không có bị tán tâm mà quán. Nếu người niệm danh hiệu Phật chưa thuần tịnh mà dùng cái cách niệm Phật quán tâm, dùng cách niệm quán tâm là quán hoa sen, quán Đức Phật Di Đà, cũng là niệm A Di Đà Phật, nghe rõ ràng câu Phật hiệu. Chị vợ của Đức Trí bữa ngồi bữa trưa ăn cơm, bà có nói cái cách này bà tu do một thầy hướng dẫn. Thì cách này không sai, nhưng mà căn cơ mình làm coi chừng bị ma cảnh. Ngài kêu đừng nên dùng thì không nên dùng. Cách niệm quán tâm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, trong tâm tưởng Đức Phật A Di Đà. Thì Ngài nói là lúc bọn phàm phu chúng ta niệm, và Ngài cũng đang áp dụng, đó là niệm Phật nhớ số. Từ từ nhớ Phật, từ từ nhớ bông sen. Nếu niệm Phật mà vừa niệm mà vừa quán Đức Phật Di Đà, đỉnh đầu, rồi thân tướng Ngài, rồi bông sen, thì cách này là cách vừa niệm Phật mà vừa quán Phật. Thì cái câu mà nhớ Phật niệm Phật ở trong kinh Lăng Nghiêm nói là căn cơ phải là thuần tịnh, nhớ số thuần rồi, tâm không bị tạp rồi, không bị loạn rồi, thì lúc này họ nhớ Phật rất là dễ. Và khi họ nhớ Phật thì niệm Phật tức là hình tướng của Phật,
và hình tướng của Phật, tức là niệm Phật, tâm họ đã thuần tịnh rồi, thì lúc này nhớ không nhớ gì chuyện đó rất là dễ dàng, không bị cái tâm vọng tưởng, cái tâm bợp chộp, cái tâm bất an. Nhiều lúc cái tâm mình niệm Phật chưa có thuần thì mình quán dễ bị ma cảnh. Cho nên Ngài nói là dùng cách niệm người, niệm danh hiệu Phật, đừng dùng cách niệm quán tâm, mà phải dùng cách niệm nhiếp tâm. Nhiếp tâm là sao? Ý của mình để vào trong âm thanh. Hay cực kỳ luôn. Thử đi, không còn suy nghĩ một cái gì khác, tập trung toàn tâm vào danh hiệu Phật. Nếu nó loạn quá thì nên nhớ số, còn không nữa thì theo hơi thở, rồi chuyển qua cái cách là tịnh thính lắng nghe, là nhiếp tâm. Tịnh thính tức là lặng lẽ lắng nghe danh hiệu Phật trong tâm, và lặng lẽ lắng nghe danh hiệu Phật niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái lặng lẽ lắng nghe đó, toàn bộ ý thức đã tập trung vào trong cái danh hiệu Phật, không quán gì nữa hết. Thì đây là dùng cách nhiếp tâm mà niệm. Đúng như Ngài Đại Thế Chí nói là điều nhiếp sáu căn. Sáu căn là ý căn cũng nhiếp thủ Phật hiệu, Ngài hay nói đó. Rồi tai là nhĩ căn cũng nghe câu Phật hiệu, miệng mình niệm câu Phật hiệu, thân mình trang nghiêm đối trước Phật, mắt của mình phủ xuống đừng nhìn, rồi nhìn lâu ngày quán lên rồi cứ mơ tưởng thấy Phật, tâm chưa thuần tịnh mà mong thấy Phật thì ma cảnh hiện. Chỗ này nguy hiểm. Còn nhắm luôn, chút nữa có đoạn thì Tánh đọc cho coi, nhắm lại luôn á, thì trong đầu của mình sẽ dễ quạt lên những cái tư tưởng gọi là ngũ ám ma, cũng sẽ gặp ma cảnh luôn. Không phải dễ niệm Phật à. Nhưng mà hí hí như vậy cực kỳ khó. Một là nó sụp luôn, hai là nó mở vậy. Bây giờ nó quen hàng ngày là một là ngủ đúng không, một là nhìn luôn, chứ ai mà hí hí vậy. Nó không quen, đúng không? Mà cái thần mình yếu là mình sụp xuống là sụp luôn, không có thể nào mà nhìn mờ mờ, nhìn chớp mũi được. Cái cách của Ngài chỉ mình hành trì tuy rằng dễ nhưng mà là khó à. Không phải đơn giản. Thì như vậy là trong Kinh Lăng Nghiêm nói là nhiếp trọn sáu căn, là ý căn cũng phải nhiếp trong thủ Phật hiệu luôn. Muốn nhớ đó thì nhớ số đi. Ngài nói mình nhớ số đi. Ngài dùng cái cách nhớ số này rất lâu, 1 đến 3. Hít một hơi sâu, Ngài nói 3 hơi chia làm 3, 10 câu chia làm 3. Ba câu. Dùng tâm để nhớ số, không quán tâm, không quán tượng Phật, không quán hoa sen gì cả, mà dùng tâm để nhớ số và dùng tâm để nhiếp thủ Phật hiệu. Dùng ý căn nhiếp thủ Phật hiệu. Trong danh hiệu Phật đủ hết trong đó, quán tưởng thập tướng đủ hết trong đó luôn, không thêm một cái gì khác. Thêm thì đầu thêm đầu rắc rối không được, có đầu rồi thêm chi nữa. Trong danh hiệu Phật có đủ quán tưởng thập tướng, không cần quán tưởng, không cần quán tưởng, không cần quán tâm, không cần thập tướng mà đã thấu triệt thập tướng. Mà khi thấu triệt thập tướng là do danh hiệu Phật họ nghe để họ thấy được, họ ngộ được, họ chứng được tự tánh Di Đà, là thấu triệt thập tướng thì đã gì? Thấy được Tây Phương. Cái chỗ này phải đọc cho sâu, đọc tới đọc lui, phải nghe người giảng, phải đọc giữ cái bộ văn sao này cho vững. Còn không mình không biết gì hết, mình học tùm lum hết, người ta nói sao mình nghe vậy coi chừng. Dĩ nhiên người ta làm được, vì thầy đã làm được, ông quán tâm được. Nhưng mà Ngài nói lâu dài chưa chắc à. Tâm không phải lúc nào bộ phàm phu mình nó cũng thuần tịnh như vậy đâu à. Ừ, nó không phải là đơn giản đâu. Dùng cách nhiếp tâm vào câu Phật hiệu là an toàn nhất. Kệ đó, nó suy nghĩ gì đó nó suy nghĩ, nó nhớ gì đó nó nhớ. Mình cứ việc gì nghe câu Phật hiệu cho thiệt kỹ, dồn toàn bộ ý căn tâm thức mình vào câu Phật hiệu, còn cái chuyện nó nhớ gì đó nó nhớ kệ nó. Mình không còn quán tượng Phật, quán cái hoa sen để đối trị lại cái vọng tưởng, làm như thế này không được. Không ổn, không ổn chút nào. Cái đó là quán tưởng niệm Phật, coi chừng nguy hiểm. Có một vị đó viết thư gửi đến nói công phu đạt đến tình trạng nghĩ cái gì cái đó có. Linh tính biết chiều nay mưa, sấm sét tới, mưa. Ông nghĩ những cái mà phải nói là trước sự việc. Viết thư gửi Ngài Liên Trì. Ngài Liên Trì viết lại lá thư là rầy. Ông đã rơi vào lưới rập của ma rồi. Cái đó thực sự, cái đó là một cái quả khi tịnh tâm nó phát diệu. Mà chấp vào đó rồi là coi chừng ông bị trở ngại ngay tức khắc.
Người muốn bước vào sơ quả thì phải bỏ đi cái tâm phàm tình, bỏ đi cái tâm xấu ác, đoạn được thâm kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới nắm thủ kiến, rồi rời khỏi sơ quả bước lên nhị quả, rời khỏi nhị quả bước lên tam quả, rời khỏi tam quả bước lên tứ quả, rời khỏi tứ quả bắt đầu bước lên thập tính của hàng Bồ Tát. Phải bỏ chứ đừng có giữ, được rồi phải bỏ tiếp tục bước lên. Cái cách của Ngài nói như vậy, cho nên mình học không kỹ văn sao là mình dính dưỡng liền, đừng có tưởng giỡn à. Rồi cái chỗ này cái câu này cũng hay nè. Cái chỗ nào bôi đen là chúng tôi thấy những cái người đó họ thấy cái câu này họ tâm đắc. Cái người dịch với lại một số những cái người mà họ viết từ trong văn sao Ngài ra đó, những cái câu nào mà Ngài viết chữ đậm đó là người ta cũng bỏ vô chữ đậm của tiếng Việt mình luôn. Trong tâm chỉ là cảnh duyên công đức Phật hiệu, hết thảy cảnh duyên đều chẳng thể được. Trong tâm chỉ có cảnh duyên là câu Phật hiệu, không còn cảnh nào khác. Hay. Không còn cảnh nào khác, không còn cảnh bông sen, không còn cảnh Đức Phật Di Đà, không còn một cái cảnh gì khác. Bộ phàm phu mình bước đầu là phải như vậy. Rồi tự ở trong tâm thanh tịnh rồi nó sẽ xuất hiện những cái cảnh. Nếu là tâm thanh tịnh tương đồng với Tây Phương Cực Lạc, do mình nguyện vãng sanh, nó đã có sẵn cái nhân để mà cảnh Tây Phương Cực Lạc xuất hiện rồi, không còn thêm cảnh nữa. Rồi mình niệm danh hiệu Phật, trong danh hiệu Phật có sẵn Đức Phật A Di Đà trong đó rồi, không còn thêm gì nữa hết, không còn cảnh gì nữa hết. Mà tâm thuần tịnh thuần thiện thì Phật tự hiện, không còn mong tưởng. Thuần tịnh thuần thiện thì cảnh Cực Lạc tự hiện, không còn mong, không còn thêm. Hay. Dễ cho bọn mình làm, không có bị sai trái. Niệm Phật nhắm mắt dễ bị hôn trầm, nếu không khéo dụng tâm rất có thể gặp ma cảnh. Người niệm Phật nhắm mắt thì dễ hôn trầm, mà dụng tâm không khéo khi nhắm mắt cũng gặp ma cảnh. Ma cảnh đó là gì? Ma cảnh đó là ngũ ấm ma, là sắc thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức á, là trong tâm thức của mình á, nó sẽ gặp những cái cảnh này khi nhắm mắt. Chỉ buông hờ mí mắt, tức là giống như mắt của tượng Phật vậy. Thường người ta khác mắt tượng Phật làm sao? Phủ xuống, thấy mờ mờ mà không rõ đó. Phủ xuống như vậy, thấy mờ mờ mà không thấy chữ rõ đâu, thấy đen đen mà không thấy rõ, cho nên nó không có bị phân biệt, gọi là nhiếp nhãn căn. Đó, đó là cái cách mà Ngài chỉ. Thì tâm sẽ lặng xuống, chẳng sôi động, cũng chẳng bị hỏa bốc lên đầu. Nếu ông niệm Phật mà trên đầu dường như có vật gì rờ đụng hoặc lôi kéo vân vân, là vì suy tưởng trong lúc niệm Phật khiến cho sóng tâm thức dâng trào đến nỗi tâm hỏa bốc lên. Nếu buông rũ mí mắt và hướng tâm suy tưởng xuống phía dưới thì tâm hỏa chẳng bốc lên, bệnh ấy sẽ mất đi. Hay. Cho nên bao nhiêu cái chuyện thắc mắc tu hành rồi gia đình rồi cái chuyện gì đâu mà đủ thứ trong đó, chứ không có thiếu cái gì. Chúng tôi cho là bộ sách gọi rằng là từ điển bách khoa toàn tập giải hành tương ưng của pháp môn tịnh độ và thế gian pháp, xuất thế gian pháp đủ hết, không có thiếu cái gì ở trong đó hết. Mình đọc mình tưởng là lá thư bình thường, cho đó là trả lời hết cho người ta những chuyện khúc mắc. Đọc vào trong đó tất cả khúc mắc đều được tháo gỡ. Hành vào trong đó thì thông ở ta bà mà tâm đã ký gửi nơi liên thai. Bồ Tát mới dám nói chuyện này, chứ mình phàm phu đâu dám nói chuyện này được. Mình phàm phu mà lấy cái lời của mình nói rằng là hành đi rồi sẽ thành người để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì mình không dám nói nổi. Lúc niệm Phật phải thâu nhiếp tai lắng nghe từng chữ từng câu, từng chữ từng câu, chẳng để lúng qua. Lâu ngày chày tháng, thân tâm sẽ quy nhất. Không thêm quán cái gì hết. Có cái ông đó, ông bị cái tư tưởng ông quá rối loạn, niệm câu Phật hiệu không được. Thì Ngài nói là dùng cái cách để mà thấy mình đứng trên hoa sen. Nhưng Ngài cũng nhắc lại cái kiểu cách này không dùng lâu được. Ông mà dùng lâu cái cách này, ông thấy ông đứng lên hoa sen, cái cách này là cái cách quán tâm, thì nó cũng không ổn đâu. Chỉ đối trị trong nhất thời rồi ông phải trở lại liền bằng cách nhiếp tâm.
không nên dùng quán tâm. Thì đây là cái lời mà Ngài trả lời một câu hỏi rất quan trọng cho người niệm Phật. Trong này có, chúng tôi có trích ra từ trong này là dùng cách niệm nhiếp tâm, không nên dùng quán tâm. Thầy Tánh đọc cho quý vị nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ Sư Ứng Quang trích trong văn sau. Tổ Sư Ứng Quang khai thị phương pháp trì danh niệm Phật. Ba thứ tính, nguyện, hạnh là cương yếu của tịnh độ. Nhiếp chọn sáu căn là bí quyết niệm Phật. Biết được hai điều này rồi thì chẳng cần phải hỏi ai nữa. Trích dẫn văn sao tam biên quyển 1, thư trả lời sư Minh Tánh. Hỏi: nhiếp chọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, hành trì như thế nào? Đáp: tông chỉ của niệm Phật là sanh lòng tin chân thật, tức tính, phát nguyện thiết tha, tức nguyện, chuyên trì Phật hiệu, tức hành. Ba pháp tính, nguyện, hạnh là tông chỉ của niệm Phật. Phương pháp dụng công niệm Phật hay nhất là nhiếp chọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Nhiếp chọn sáu căn là cái tâm niệm Phật chuyên chú nơi danh hiệu Phật, tức là nhiếp ý căn. Miệng phải niệm sâu cho rõ ràng rành rẽ, tức là nhiếp thiệt căn. Tai nghe cho rõ ràng rành rẽ, tức là nhiếp nhị căn. Ba căn ấy được nhiếp trong Phật hiệu thì mắt quyết chẳng thể nhìn ngó loạn xọa. Khi niệm Phật nên buông rèm mắt xuống, tức là hạ thấp mí mắt xuống, chớ nên mở banh mắt. Mắt đã nhiếp rồi thì mũi cũng chẳng thể ngửi đoạn được, tức là mũi cũng được nhiếp. Thân phải cung kính, tức là thân cũng bị nhiếp. Sáu căn đại nhiếp chẳng tán loạn thì tâm không vọng niệm, chỉ nghĩ đến Phật, đấy mới là tịnh niệm. Hễ sáu căn không nhiếp thì tuy niệm Phật, trong tâm vẫn có vọng tưởng tới bời, khó đạt được lợi ích thực sự. Nếu có thể nhiếp chọn sáu căn để niệm thì gọi là tịnh niệm tiếp nối. Tịnh niệm đã có thể thường tiếp nối thì nhất tâm bất loạn và niệm Phật tâm muội sẽ đều có thể dần dần đạt được. Xin chú ý, chỉ mong đạt được nhiếp chọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối thì nghiệp sẽ tiêu, chí sẽ rạng, tâm địa sẽ khai thông. Lo gì chẳng hiểu rõ nghĩa kinh nữa. Trích dẫn văn sao tam biên quyển 4, đáp lời hỏi của Huyền Tu học nhân. Ông chưa biết tông chỉ tịnh độ, hãy nên đi theo những gì đã nói trong một lá thư trả lời khắp mà sanh lòng tính chân thật, phát nguyện thiết tha, chí thành cần thiết niệm danh hiệu Phật. Đừng dùng cách niệm quán tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp chọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật trong tâm, tức ý căn, phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi miệng tức thiệt căn, phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi tai tức nhĩ căn, phải nghe cho rõ ràng, rành rẽ. Ý, thiệt, nhĩ ba căn, mỗi mỗi đều nhiếp thử Phật hiệu, thì mắt cũng chẳng ngó đông dòm tay, mũi cũng chẳng ngửi nhượng thi vị khác, thân cũng chẳng lười trễ biến nhát. Đó gọi là nhiếp chọn sáu căn. Nhiếp chọn sáu căn để niệm tuy chẳng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng so với kẻ chẳng nhiếp sáu căn để niệm thì trong tâm thanh tịnh hơn nhiều lắm, vì thế gọi là tịnh niệm. Nếu thường giữ được tịnh niệm cho liên tục, chẳng bị gián đoạn, tâm sẽ tự được quy về một chỗ. Ở mức cạn là đắc nhất tâm, mức sâu là đắc tam muội. Tam ma địa cũng là tên gọi khác của tam muội. Ở đây Trung Hoa dịch là chánh định, hay còn dịch là chánh thọ. Chánh định nghĩa là tâm an trụ nơi Phật hiệu, chẳng còn rong ruổi theo bên ngoài nữa. Chánh thọ ngụ ý những gì được nạp thọ thu nhận trong tâm chỉ là cảnh duyên công đức của Phật hiệu, hết thảy cảnh duyên đều chẳng thấy được. Thêm nữa, chánh định có nghĩa là
tịch lẫn chiếu cùng viên dung. Chánh thọ có nghĩa là khuất phục được vọng chân hiển hiện. Xin coi trong thư trả lời cư sĩ Ích ở Vinh Gia, lá thư số 8 trong bộ Ứng Quang Văn Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên. Có thể thực sự nhiếp cả 6 căn địa niệm, chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Chẳng cần phải quan tâm mà tâm tự thanh tịnh sáng tỏ, sau lại đến nỗi mất bệnh tâm hỏa bốc lên nữa ư? Do ông là phàm phu nghiệp lực cực nặng, lầm lạc dùng pháp quan tâm nên mới đến nỗi như thế. Pháp quan tâm chính là pháp tu quán bên giáo, chẳng thích hợp lắm với người niệm Phật. Nhiếp chọn 6 căn tịnh niệm tiếp nối mới là vô thượng diệu pháp, thích hợp khắp hết thảy căn cơ thượng trung hạ, cả phàm lẫn thánh. Hãy nên biết nhiếp chọn chú trọng tại nghe, dấu niệm thầm trong tâm cũng vẫn phải nghe, bởi lẽ trong tâm khởi niệm liền có tướng của tiếng. Tại chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu từng chữ rõ ràng thì sáu căn đều quy về một. Hễ nhị căn được nhiếp thì các căn không cách nào rong ruổi theo bên ngoài, có thể đặt đến dứt tâm bất loạn. Xin hay đọc lá thư gửi cho nữ cư sĩ Từ Phước Hiền trong bộ Ấn Quang Văn Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên. So với tu nhượng pháp quán khác thì pháp niệm Phật ổn thỏa thích đáng nhất, ít tốn sức nhất, khí lý khế cơ nhất. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Vị Chương. Và lá thư đến đây là kết thúc và A Di Đà Phật. Cái việc mà mình học Văn Sao Tổ Sư Ấn Quang, nhiều lúc mình đọc ở trong sách, biết là chuyện quán tâm nó có trở ngại, dễ gặp ma cảnh. Tuy nhiên có những lúc mình hành trì cái tâm định, rồi bắt đầu tự nhiên mình khởi niệm lên, mình quán Phật, rồi mình có những cái tâm mà quán cảnh giới cực lạc, quán này quán nọ, nó dính vô đó mình quên lời tổ, thích thú trong đó quá, chìm ở trong đó, vẫn dính trong ngũ ấm ma, là thức ấm ma, thoát không nổi nó. Phải có người khai thị, chứ không phải đơn giản đó. Học là một chuyện, nhưng mà khi hành trì bước vào công phu nó lắm chuyện lắm. Phải thường đọc thường nghe. Trong phòng chúng tôi là một cái phòng nữa mà. Hồi trước chúng tôi ngủ, nay chúng tôi xếp đặt lại để thờ Ấn Tổ và mở Văn Sao ra nghe hàng ngày. Những chỗ mình nghe rất thú vị, và cái lúc đó mình tâm đắc cái câu đó là mình không quên, rất là thích thú. Nhiều lúc đọc không đủ cái sức để mình đọc nữa. Cho nên thành ra là cái chỗ này mà chúng tôi khi nghe Ngài nói đến trong Văn Sao, chúng tôi chạy lại cái tivi nhìn coi thử đoạn nào, bắt đầu rút ra, trích ra những cái đoạn này. Người dễ bị giáp phải và người dễ thành tựu, bắt đầu mình lấy ra, mình đã áp dụng, mình giới thiệu đại chúng. Một pháp lắng nghe đúng là pháp quan trọng trong pháp môn niệm Phật. Lắng nghe câu Phật hiệu, trong tâm niệm vẫn nghe được câu Phật hiệu. Bước đầu là mình nghĩ là mình nghĩ câu Phật hiệu, chứ lâu ngày nó nghe bằng âm thanh rất là tinh xảo. Mình nghe nó coi như là nó không phải như tiếng âm thanh nói bên ngoài, nhưng mà nó rất là rõ ràng, mà nó tinh nhuệ trong đó. Thanh tịnh, gọi là tịnh sắc căn. Nó nghe được cái âm thanh đó. Một pháp lắng nghe, đây là pháp quan trọng bậc nhất trong niệm Phật. Bất luận là ai áp dụng pháp này đều có lợi chứ không có điều tệ. Pháp lắng nghe này không có điều tệ. Trừ trường hợp mình nghe chưa quen, mình thấy mình hơi khó thở, mình thiếu không khí, thì bắt đầu mình hít thở thôi. Hoặc mà đổi qua cái cách là một câu một hơi thở, rồi mình làm sao cho nó dễ chịu nhất. Mà thấy nó khó chịu, đó là mình chưa quen, chứ không phải nó sai nha. Cái cách lắng nghe này đó hay cái chỗ này. Công đức rất sâu. Cái người mà lắng nghe câu Phật hiệu, công đức rất sâu, bằng với là công đức quán, với lại là công đức thập tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, không thua đâu, rất sâu. Chẳng như những pháp quán tưởng vân vân, người biết pháp sẽ được lợi ích, kẻ chẳng biết pháp phần nhiều bị tổn hại. Tuy rằng câu Phật hiệu là một cái pháp môn bất khả tư nghi, là quả giác của Phật A Di Đà, nhưng mà dùng không khéo vẫn bị bệnh, vẫn bị tổn hại. Giống như trong nhà tối, khi đi vào
đụng cổ báu vàng bạc rồi để treo hột sòn lủng củng lãng cảng vô không thấy được, đụng vô mớp đầu mẻ trán hết trơn. Cổ báu mà vẫn bị mẻ trán sưng đầu không dùng được. Tâm mình đang là kẻ phàm phu vô minh, không có người dẫn đường đi trước, làm tùm lum tùm la hết trơn, rồi cuối cùng cổ báu cũng bị sưng đầu. Là gì? Là pháp của Phật mà cuối cùng cũng bị ma cảnh, cũng bị phiền não, cũng bị chướng ngại. Ngài hay dùng cái danh từ vô nhà tối, đụng cổ báu, sưng đầu mẻ trán. Dùng pháp của Phật, dùng không khéo, không dùng cách mà nhiếp tâm nghe, nhiếp thủ của Phật hiệu, mà quán tùm lum hết, tưởng tùm lum hết trơn, chướng ngại do mình dùng không có đúng. Dĩ nhiên cái pháp đó không phải là sai, quán tưởng thập tướng không phải là sai, mà đó là pháp dành cho những căn cơ khác cao siêu hơn, mình không dùng được. Ngài cũng phải Bồ Tát mà, Ngài cũng phải dùng cái cách mà nhiếp tâm, mà cái cách mà là lắng nghe mà. Mà lắng nghe thì nó nghĩ gì kệ nó nghĩ gì kệ nó suy nghĩ gì kệ nó, cứ lắng nghe lâu ngày thì những cái suy nghĩ đó, những cái cảnh giới nó tiêu tan, nó mất hết thôi chứ có gì đâu. Đúng không? Một âm thanh đó là tiêu trừ hết tất cả âm thanh, tất cả hình tướng trong tâm mình nó tiêu hết mà. Cho nên quý vị nghe cái đoạn này, chúng tôi đọc cái đoạn này cho quý vị nghe thôi chứ khỏi còn ghi, bởi vì nó hơi dài một chút xíu, khoảng 9-10 dòng. Cái chỗ này mình mới thấy cái cảnh giới mà Ngài nói nó sâu xa, mà mình đọc vô là mình cảm giác thấy cảnh giới của Ngài và cái công phu của Ngài nó sâu dày. Niệm Phật tâm năng niệm rành rành phân minh, nhưng trọn chẳng có thể được. Chẳng phải là do hữu vi lại khế hợp với vô vi đó sao? Trọn chẳng thể được, nhưng rành rành phân minh chẳng phải là thầm hợp với đạo màu đó ư? Do vậy người niệm Phật niệm nào cũng là Phật. Người niệm Phật bước ra rồi thấy người đó là Phật, thấy người kia là Phật, chửi mình người đó cũng là Phật luôn. Niệm nào cũng là Phật hết. Không phải là A Di Đà Phật mới là niệm Phật. Họ khởi lên một niệm đều là lợi mình, lợi người, lợi vật, không có hại người, hại vật, lợi mình. Đó là niệm Phật. Ghê không? Thấy cảnh giới kinh khủng sâu sao. Mình ở trong đạo tràng Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, vừa bước ra một cái sưng mày sưng mắt trợn lên, phùng mang trợn mắt. Hôm nay tao niệm Phật chứ hôm nay mày chết mày với tao. Niệm Phật trong lúc đó hết niệm Phật và ra khỏi đạo tràng là niệm nào cũng là phàm phu, là mình bị thất bại đó. Hay không? Giữ niệm nào cũng là Phật không phải là đơn giản đâu. Tánh người này đã lộ ra Phật rồi, nó công phu này là sâu lắm, nhưng mà đơn giản. Niệm nào cũng là Phật, cho nên biết sáu chữ gồm trọn môn pháp, một môn chính là phổ môn. Sáu chữ là Nam Mô Di Đà Phật, gồm trọn môn pháp, 84,000 phàm pháp môn của Đức Phật. Nói ra trong một đời 49 năm là câu A Di Đà, Nam Mô Di Đà Phật gồm trọn môn pháp của Phật. Một môn tịnh độ là chính là phổ môn, phổ là phổ quát, bao trùm hết. Toàn sự chính là lý, toàn vọng chính là chân, toàn tánh khởi tu, toàn tu nơi tánh, nương vào y báo, chánh báo, cõi ấy để hiển lộ được tự tâm của ta. Nương vào y báo chánh báo của cõi Tây Phương Cực Lạc để nó hiển lộ được cái tánh của mình. Còn nương vào y báo chánh báo ở cõi Ta Bà này khó hiển lộ được chân tâm. Nương vào trong cái chánh báo cõi này là ngũ trược ác thế, là tâm vọng động, tâm ái nhiễm. Và cõi ngũ trược này là nó không an, quốc độ nguy thí, khó để mà hiển lộ được chân tâm. Phải nương vào y báo và chánh báo của Phật A Di Đà kìa mới hiển lộ chân tâm và triệt chứng tự tâm, nó mới thành tựu được Phật quả. Nương vào y báo chánh báo cõi ấy là cõi Tây Phương đó để hiển lộ tự tâm của ta. Thị giác và bổn giác chẳng lìa nhau, tiến thẳng trên đường giác, khoảng cách 10,000 ức cõi Phật cách đây chẳng xa. Chính phẩm đều có thể đạt lên hoàn tất ngay trong một đời, hết sức bình thường nhưng tột bậc huyền diệu. Những kẻ chẳng chứng nhập tối tâm tham cú mù quáng kia há mong sánh vai được sao? Ghê không? Người nói những người mà tham cú về thiền, về những pháp môn khác, đã phá pháp môn tịnh độ, làm sao mà sánh vai với những người ngu phụ mà niệm Phật về tới Cực Lạc được? Ghê chưa? Cái đoạn này nghe vô là mình thấy coi như là kinh khủng luôn. Mà những cái điều Ngài nói là Ngài đã đạt được hết rồi. Thị giác bổn giác, là thị giác là cái tâm Ngài khởi lên niệm Phật, bổn giác là Đức Phật cái dây đà gặp nhau rồi.
Bổn giác là quả giác, là Đức Phật Di Đà. Giới thị giác là tâm của Ngài, là tự tánh Di Đà, là thị giác. Bổn giác là tướng Di Đà và Cực Lạc gặp nhau rồi. Mình gặp chưa? Chưa. Mình gặp phiền não, gặp ba cái thứ gì dễ rách không rồi. Vậy mà ôm vô trong đó. Tiền là tạm sử dụng cho cái gì đâu, vay mượn thôi chứ cái gì đâu mà phải sống chết mà khổ đau với nó dữ vậy nè. Nó là dễ rách thôi, tạm vay mượn mà làm gì mà khổ với nó nữa dữ vậy. Thị giác bổn giác kia không chịu lo gặp mà gặp cái thứ đó làm gì vậy? Tạm dùng thôi mà, mượn vay mượn mà, làm gì khổ với nó dữ vậy? Con người bây giờ là khổ tiền nhiều nhất. Hết khổ tiền đến khổ tình, đủ chuyện khổ hết. Có cái bà này mắc cười quá. Bà nói con bà là Phật Nhiên Đăng, rồi vô trong nhà bà, rồi bà sanh ra rồi nó chết đi. Phật Nhiên Đăng vô nhà bà có mấy năm rồi chết rồi. Gửi thư đến Ngài nói: bà ăn nói vọng ngữ, Phật nào vô nhà bà? Phật là tái sanh thường nguyện tái lai là phải giống như Phật Thích Ca hoặc là những vị Bồ Tát sống thọ, chứ đâu tự nhiên vô nhà bà mấy năm rồi chết. Bà làm thư bà nói lung tung, trời đánh bà bây giờ, thiên lôi đánh bà chết á. Ngài la, Ngài nói bà sanh mặt sanh mày viết thư sám hối. Nó hay quá chừng luôn, cái thầy tánh đọc cho quý vị nghe cái chỗ này nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị trích trong văn sao tục biên. Tổ sư Ứng Quang gửi thư cho hai vợ chồng ông Ít. Đính kèm lá thư thứ hai của bà ta. Một, nhận được thư không ngăn khăn thở cảm khái, cỡ sao bà mụ quán đâm đặt nói: nhiên đang cầu Phật giáng sanh trong nhà bà chưa đầy năm đã chết non. Chư Phật sanh tự đã xong, quyết chẳng có đời nào thì hiện giáng sanh rồi lại chết yểu. Nếu vì độ chúng sanh Đức Phật bèn thường nguyện thì hiện giáng sanh, quả thật có chuyện ấy. Nhưng đã thì hiện giáng sanh cũng chắc chắn chẳng nói ta là vị Phật nào đó. Đến khi độ sanh xong xuôi, sắp thị hiện Niết Bàn mới tỏ rõ gốc tích. Chắc chắn không có chuyện thị hiện giáng sanh rồi chẳng làm vật sự đứng lao, đã chết yểu ngay. Thành văn sư quả đã đoạn kiến hoặc, vẫn còn tương hoặc chưa đoạn, nên phải 7 lần sanh lên trời, 7 lần sanh vào nhân gian mới đoạn được tương hoặc chứng tứ quả. Nhị quả thì 1 lần sanh lên trời, 1 lần sanh trở lại trong nhân gian rồi chứng tứ quả. Bậc sơ quả, nhị quả sanh trong nhân gian, tuổi thọ đều dài, ngắn bất định, hoặc mấy tháng, mấy năm, mấy chục năm, chính là theo nghiệp thọ sanh vậy. Tâm quả do đã đoạn sạch tứ hoặc trong dục giới, vẫn phải ở trong ngũ bất hoàn thiên của sắc giới, trải qua nhiều kiếp mới có thể đoạn sạch tứ hoặc chứng tứ quả. Tứ quả đoạn sạch kiến hoặc và tứ hoặc, tròn chẳng còn sanh duyên trọng tam giới. Nếu phát hoằng thệ nguyện thì hiện giáng sanh, thì có thể giáng sanh trọng tam giới. Kẻ theo nghiệp thọ sanh chẳng thể sánh bằng những vị này. Bà là nghiệp lực phàm phu bị chuyện đồng đại này, vu bán cổ Phật, muốn được những kẻ mù mắt trong thế gian cho rằng bà là cha mẹ của Phật. Nếu nói với kẻ thông hiểu Phật Pháp, nhất định họ sẽ của bà là luồn, là dùng lời lẽ tạo quái lừa dối mọi người. Dẫu cho người trong cuộc không rảnh rang hồi đến, hát cũng chẳng sợ thiên lôi giết bà hay sao? Bà còn đến các nơi tìm người họa thơ của bà. Nếu chẳng phải là ngoại đạo không phân biệt được tà hay chánh, và là kẻ si chẳng biết thơm hay thối, ai chịu chấp nhận lời nói ấy của bà là đúng? Bà hãy nên thống thiết sửa đổi lỗi trước. Phàm đã gửi thư cho những ai, đều hãy nên gửi thư cho họ, bày tỏ thẳng thắn cái tội ấy, buồn đau cầu sám hối. Ngõ hồ chẳng đến nổi đem phàm làm thánh, vĩnh viễn đổ vào A Tỳ địa ngục, chịu các nỗi khổ cùng cực vĩnh viễn không có ngày ra. Nếu chẳng có lệ quan là đúng, thì bà là quyến thuộc của ma chứ không phải là đệ tử của tôi. Sao bà lại khổ sở mù quáng bị truyền, bị người sáng mắt thó mạ, bị thiên địa quý thần chu diệt vậy?
Do mong mỏi bà biết lỗi liền sửa đổi, hối lỗi. Nếu không khi khổ báo xảy đến, cô hối cũng chẳng kịp. Vì thế tôi không thể chọn hết bổn phận, nói thẳng quở trách gây gắt. Nếu bà chẳng nghe, chẳng liên can gì đến tôi nữa. Kính vâng lời dạy từ bi, nhận được lời quở trách nghiêm khắc, cùng kính đọc đi đọc lại, cảm kích đấng hô thiện chen lẫn. Đứa con yêu quý bị trích yểu, tâm chua xót muôn phần, nghiệp chướng sâu nặng, làm thơ nói động đến cô Phật, khơi ra tội lỗi thật nhiều. Kiền thành sám hối, thống thiết sửa đổi lỗi trước, phàm phu tục tử bẩm tánh ngu đồn lỗ mãng, hoàn toàn cây vào ân sư khai thị. Sáng tối suy nghĩ cặn kẽ, tiền trình nguy hiểm thật đáng sợ quá. Do nghĩ đến điều này, kính dân thư bày tỏ cảm tạ, cuối mong ân sư rủ lòng xót thương như biển rộng. Nghiệp căn đã gieo từ trước, pháp duyên thiếu sót đã lâu, dốc lòng cầu xin thầy thường ban pháp hối, tức sẽ dạy dỗ về mặt pháp. Ngõ hầu trong chốn lưới trần âm u, được nhờ đức huệ soi sáng thông suốt, trong biển khổ bịt mù, được nhờ thượng từ phổ độ. Hai, hôm trước nhận được thư, biết bà đã nhận lỗi, xót xa xin sám hối. Vốn muốn trả lời ngay, nhưng không rảnh rỗi, nên chần chừ đến nay. Con người sống trong thế gian, phải giữ bốn phận, y phục, đồ vật, danh xưng đều chẳng nên quá tôn quý, chứ vì muốn đẹp mặt mà xứng hô bừa bãi. Ví như thư dân xưng bừa là đế vương, tội ác dị tộc, chẳng đáng sợ ư? Bà đem đứa con chưa đầy năm bị chích yểu, xưng bừa là nhiên đăng cổ Phật thị hiền, muốn được cái mỹ danh là cha mẹ của Phật, chẳng biết cái tội khinh nhờn miệt thị của Phật, cho đến hết đời vị lai cũng chẳng có ngày thoát khỏi địa ngục A Tỳ. Nếu quan không nói tột ra, bà vẫn cứ muốn đem bài thơ đã soạn gửi cho khắp mọi người trong nước. Ngõ hầu kẻ vô tri cũng bắt chước dẫm theo vết chân của bà, thì những kẻ gian tà ngư ông đất lợi đều coi đứa con chích yểu là cổ Phật thị hiền. Tột đầu chỉ mong được kẻ vô tri khen ngợi, kế đến là dựng tháp xây miếu tông gốc của cải để làm giàu, kế đến là những kẻ gian tà cùng nhau tụ tập bèn lập giáo môn lừa dối gật gẫm kẻ ngu tục. Lâu ngày dấu vết xấu xa lộ ra, khiến cho mọi người cùng chịu phép nước trừng phạt. Nhưng trong số những kẻ gian tà đương thời, có những kẻ ẩn nấp giấu mình chưa bị chu diệt, lâu ngày lại dây lên, giống như bọn bạch điện giáo cứ lấy nhây không ngừng, làm mối hại cho thế gian. Kể từ sau đó, bọn giáo đồ chỉ đổi danh xưng, chẳng đổi bản chất. Lũ ngoài đạo ấy đều chuộng bí mật, giống là cha con, chồng vợ vẫn đều chẳng bảo cho biết. Do điều bí mật ấy cố gắng trong tâm kẻ ngu, nên bất cứ vị thiền trí thức nào khai thị chỉ dạy, họ đều chẳng chịu tuân theo. Như con chó coi phẫn là thơm, không ăn không được, thường nói với người khác, thầy ta là vị Phật nọ, vị tổ sư kia xuất thế. Ta là vị Phật nọ, vị tổ sư kia xuất thế. Mù quáng bị truyền để mong được danh văn lợi dưỡng, chẳng tính đến chuyện Phật Pháp bị hoại loạn, khiến cho chúng sanh bị nghi ngờ, lầm lạc, sống chịu phép nước, chết đổ ác đạo từ kiếp này sang kiếp khác, không có lúc thoát ra. Mối tệ ấy lưu truyền chẳng thể kể xiết được. Hành vi của bà nếu chẳng thống thiết sửa đổi, ắt sẽ giống như bọn chúng, chẳng đáng sợ ư? Hãy nên in một tờ thư sửa lỗi sám hối. Phàm trước kia đã gửi bài thơ đó cho những ai, nay đều gửi tờ thư ấy, ngõ hầu họ biết tường tận. Cái huy hiệu có ba chữ niết bàn thất hãy đúc đi. Những chuyện đã lầm lạc tính làm trước kia, thấy điều dẹp hết. Dựa theo những điều đã nói trong một bức thư trả lời khóc, sanh tính phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương.
Nếu thực sự chịu thật tâm bày tỏ, sám hối, chắc chắn sẽ được nghiệp tiêu, chí rằng, chứng tận, phước tăng, cày vào Phật tự lực, vãng sanh Tây Phương, lợi ích ấy há diễn tả được chăng? Quan vị bà có thể nói là tột bậc không gì hơn được nữa. Tôi đã chọn hết trách nhiệm bổn phận của tôi. Nếu bà đọc kỹ, nghĩ chính, ắt sẽ lâm vào tình cảnh lệ ứa đầm đìa, không thể cầm được. Dạ, nói thử đến đây là hết ạ. A Di Đà Phật. Bên này bà đặt cái nhà của bà tên là Niết Bàn Thất chứ không phải là An Lão. An Lão Viện dữ dư là ông Cao Hạc Niên. Rồi đứa con mình đã chết, mới đẻ ra mấy năm, nó chết chưa đầy năm, chết đi kêu cổ Phật thị hiện vô nhà bà, cổ Phật Nhân Đăng. Phật thì chỉ có mình Phật Thích Ca là thị hiện làm Phật, nhất sanh bổ xứ. Rồi đến 12.000 năm, bây giờ mới 3.000 năm, diệt sạch hết rồi, không còn chánh pháp nữa, thì Bồ Tát Di Lặc Huyền Ký ra đời thành Phật. Mà tất cả các vị Phật ra đời đều ở nội viện Đâu Xúc để mà ra đời thành Phật. Mới nghe đoạn văn sau ông Tổ nói, tất cả quy định chung của mười phương chư Phật muốn thành Phật trong cái cõi Ta Bà phải từ Đâu Xúc ứng mộng trong nhân gian trước, đúng không? Vô chánh số ngà, ông bà con bà không biết nó ứng cái kiểu gì đâu, rồi nó chết rồi bà kêu Phật Cổ Nhiên Đăng, Nhiên Đăng cổ Phật vô nhà bà và làm thơ và nó ôm sùng kêu là thiên lôi đánh bà chết bây giờ. Công nhận ngày lại ngày rầy kinh khủng thiệt. Bà mà không thống thiết sửa lỗi và viết thư lại cái chỗ nào bà nói, bây giờ bà phải ghi lại, xé hai chiếc Niết Bàn Thất đi. Ý niệm mà muốn làm cái chuyện gì tày trời bà bỏ hết cho tôi đi, bà đọc lá thư trả lời khóc đi. Vậy mà bây giờ cũng nhăn nhẵn, có nhiều người nói là Vô Thượng Sư, nói Vô Thượng Sư là Phật mới sinh. Rồi cũng một số người đi theo, rồi uống nước của bà tóc, nó kêu nước này uống vô nó khỏe, mà nó màu chứng đắc gì không biết của bà, trời ơi, kinh khủng luôn, giờ quá cỡ đó. Ngài là Bồ Tát mà Ngài phải nói là khiêm tốn, kinh khủng luôn. Tôi nhỏ thiếu học, lớn lên vô tri, chỉ ăn bám phổ đà, chỉ biết cơm cháo, gặp ai chỉ khuyên tịnh độ thôi, chứ không biết gì cao sâu hết. Mà mấy vị mà tu thiền đến với Ngài Lơ Sớ là Ngài, Ngài toàn bộ là chuyển sang tịnh độ hết. Người ta chưa chứng đắc được, dẫu cho chứng đắc minh tâm kiến tánh, Ngài nói vẫn là gì, mới ngộ thôi chứ chưa có chứng được đâu, vẫn luân hồi sanh tử. Bồ Tát mà. Cho nên thành ra là không, mình không theo, mình lớ vớ vẩn là mình không có biết cái lá thư này tổ quở như vậy. Rồi gặp cái người đó nói Phật ở trong nhà tôi mới chết đó, rồi mình cũng theo họ. Mình là xây tháp đồ cho cái đứa nhỏ đó, là kêu xây tháp cho Phật, rồi bắt đầu lợi dưỡng, kinh không? Nên thành ra mình đọc ở trong đó nó không có thiếu cái gì hết trơn. Nhưng mà Ngài có nói một câu ở chỗ này: một lời hưng thịnh nước nhà, một lời vùi lấp nước nhà. Câu này Ngài hay nói về giáo dục gia đình. Đại chúng ghi vô và chiêm nghiệm cái điều này. Một lời nào là vùi lấp nước nhà? Một lời nào là hưng thịnh nước nhà? Một lời lợi người lợi vật. Thấy tưởng chừng lợi vật là đơn giản, ông thợ săn đó chạy dí con thú chạy nhanh quá, và khi chạy tới hỏi Phật, con thú hồi nãy tôi đang săn bắn nó chạy đường nào? Nó chạy cái đường này mà Ngài chỉ nó chạy cái đường kia rồi, để cho ổng chạy đường đó ổng bắn nó không được. Ngài nói láo, nhưng mà để bảo vệ đôi bên, ông này không tạo nghiệp sát sanh và con thú không bị chết dưới cái tay ông thợ săn này. Một lời đó đơn giản thôi mà gì mà xây dựng nước nhà đó, không còn sát hại sinh linh kinh thiên địa đó, rồi đến báo thù để gia đình họ tan nát hết, oán hận khóc quỷ thần. Dạy cho đứa con mình lợi người lợi vật, biết thương người thương vật, biết giúp người giúp vật, đây là cái gốc để dựng nước nhà. Thiện bao quát trong cái điều thiện là chỉ lợi người lợi vật là thiện chứ cái gì đó. Trong gầm trời đất này là người và vật là vai chủ động và là một vai quan trọng. Tuy rằng không giết, nhưng mà ăn thịt cổ nó là vui theo giết. Ngon vui mới ăn chứ không ngon vui sao ăn được.
Ngài nói câu chuyện có hai anh chàng dũng sĩ đó, gặp nhau vui vẻ quá, nói thôi bữa nay mua thịt về có rượu mới vui. Kêu thịt tôi với thịt ông đây rồi, còn mua thịt đâu nữa. Hai người nói ồ có sẵn rồi, thôi người lẻo miếng ăn đưa anh kia lẻo miếng đưa anh này. Hai người lẻo sắp đến khi còn một bộ xương không chết, thì Ấn Tổ nói hai dũng sĩ này thấy là ngu đần đúng không, si dại đúng không, tự giết mình mà đưa nhau ăn đúng không, nhưng không si dại ngu đần mà ăn thịt chúng sanh. Ghê. Vì sao vậy? Thịt của mình ăn là tự hại mình, giết mình không bằng mình kêu người khác giết cho mình ăn cái loại thịt khác. Thịt của chúng sanh khác thì đã vay rồi phải trả. Có vay mà không trả không? Sao mà vay mà không trả được? Có vay là có trả, ra ngân hàng vay nhiều trả nhiều. Cái đó là trên mặt hiện tượng của luật pháp. Còn vay về quả báo nó trả mới là tàn khốc nữa à. Vay thịt thì trả thịt, vay tiền thì trả tiền, vay nợ thì trả nợ, vay mạng thì phải trả mạng. Thì thân mình là đang vay phải không? Vay đất nước gió lửa, vay cơm áo gạo tiền để sống. Nhưng mà cái người khôn khéo, người ta biết Phật pháp, người ta vay rau cỏ thôi, củ quả thôi, thì trả cho củ quả rau cải thì là vô tình, thì làm gì có cái chuyện mà quả báo cho phép được vô. Còn vay với vật hữu tình đó, là động vật đó, thì phải trả cho nó rồi đó. Nó là loài có tánh linh phải trả rồi đó. Vay này không khéo vay, cũng mạng sống mà sao vay không khéo rồi, thì có chuyện rắc rối rồi. Cũng là cái miệng này thôi không, vay không khéo. Cũng là tiền người ta vẫn có sống, tiền cũng là vay. Bây giờ trong túi mình chút xíu nữa ra chuẩn bị trả tiền nó 50 triệu cái tiền bình mới nổ sét đánh, thì còn trong túi mình giờ chút xíu nữa ra xong rồi, sét nó làm cái rầm nổ cái bình. Rồi giờ mình đi trả tiền đó thì giờ đây là của mình phải không, nhưng mà trong giây phút sau là của người khác, thì nó là giả. Nó giả, nó không có thực sự ở với mình. Rồi cái gì đi theo mình, thân cũng bỏ lại, nhà cửa cũng bỏ lại, tất tần tật bỏ lại. Nhưng nhân quả xấu ác phải theo mình là nghiệp xấu ác theo. Nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc đi theo mình. Nhưng thực tướng nó cũng không phải là có hoài, trả hết cái quả báo đó rồi từ địa ngục, cái thực tướng của địa ngục cũng không có. Rồi nó cái giả tướng nó tan biến, nó lên ngạ quỷ, nó lên súc sanh, nó lên người, có thể họ tu hành thành Phật. Mà trong cái thực tướng chỉ có là tánh Phật là có thực tướng mà không mất, mà không ai chịu tìm về với cái thực tướng này, không còn thời gian để trở về. Như vậy mình coi ở trong cõi này có cái gì không vay không? Chỉ có trong tâm thường trụ là thể tánh bất sanh bất diệt, nó là cổ chúng ta thôi, nó là mình thôi. Còn tất cả vọng tưởng suy nghĩ tốt sai, nhà cửa đúng đắn là vay hết là giả. Mà nương cái giả này để hiển cái chân á, thì người này gọi là hiền, là thánh. Mà nương cái giả để mà tạo nghiệp xấu ác á, thì người này gọi là gì? Người xấu ác để phải đọa lạc. Tùy mình đó. Bây giờ trước khi mình có vợ, lập ra cái lễ đám cưới cũng là giả, hai họ nói tới nói lui để đồng lòng cho thành vợ thành chồng, rồi cuối cùng kêu là vợ tôi. Nhưng thực sự có phải là vợ tôi thực sự không? Vợ thì giờ mình chết họ cũng đi theo mình, chứ sao mình chết họ không có đi theo mình. Rồi vài bữa nữa gì họ chết, hoặc giả là gì rã đám nữa chừng. Giả. Hôm nay mình biết giả rồi, nếu mà của giả thì ai mượn mình cho mượn đâu, gì đâu mượn. Cho mượn không? Cho mượn luôn, gì đâu. Ông đó ông kêu tôi mượn vợ ông, kêu tôi mượn đi, làm sao? Giả mà. Nghĩa là gì? Họ không trung thành sống với mình nữa. Ông chồng không trung thành sống với mình nữa. Không còn trung thủy nữa. Thì họ muốn đi đâu họ đi, chứ cái đó giả mà cái gì đâu. Mà thấy được cái giả này không phải là đơn giản đâu nha. Nhìn thấy nó như vậy mà đụng chuyện vô rồi vẫn tiếc nuối, chứ không phải đơn giản chứ. Như vậy hôm nay mình nhận diện được cái giả và cái chân. Nhận diện được là ngộ được là hiền đó. Và mình có thể thâm nhập và thành tựu được cái sự việc đó, biết nó là giả rồi, thì gọi là chứng được cái quả. Vô sơ quả là người này thân kiến người ta không còn nữa. Và cái thân người này bây giờ coi như là họ không còn đắm đuối chấp nó, chỉ là cái bè, cái thuyền tạm đi qua sông bên kia, họ không có chấp đắm nó nữa. Mượn dùng nó thôi, 7 lần lên trên cõi trời, 7 lần xuống nhân gian, mượn dùng nó thôi. Còn mình chưa chứng sơ quả, chứng được thâm kiến, tức là thấy thân này là thiệt rồi, còn thấy khổ, đúng không? Còn thấy buồn, còn thấy đau đớn, còn thấy tiếc nuối. Chứ họ vô sơ quả là họ sẽ thấy cái thân này là nó là mượn, vay mượn, thực sự là thấy vay mượn luôn. Hằng ngày họ ăn miếng cơm để cho cơ thể nó khỏe cũng là vay mượn luôn.
cả mọi thứ là vay mượn hết, mà họ khéo léo trong cái sự vay mượn để cho họ thành tựu được đạo quả. Cho nên hôm nay mình biết vay mượn rồi là mình vui vẻ nhẹ nhàng mình sống. Thì cái việc mà giáo dục gia đình, Ngài có khai thị cái khúc này là chúng lắng nghe cái việc giáo dục gia đình. Ngài nói rằng là sở dĩ trong cuộc đời này không có hiền tài, không có hiền nhân, không có thiện nhân, không có thánh nhân, thì cũng từ trong gia đình không có người hiền mẫu, hiền phụ. Muốn cho hiền tài đông đảo dấy lên thì gia đình người này phải là gia đình người hiền. Mà cái hiền mà cổ tổ muốn nói á, là không những là họ thành tựu sự nghiệp công danh ngoài đời, mà họ là có một cái cuộc sống giống như người hiền. Họ có đạo đức, thương người thương vật, kính cha trọng mẹ, vợ chồng giàu cho đến cái hoàn cảnh coi như là điêu tàn, giống như ông Vô Tịnh Ý Công, cứ như là đến đường cùng rồi mà bà Mai Nguyên này vẫn gì, mù rồi mà vẫn chung thủy với nhau sống. Rồi ông Vô Tịnh Ý thấy bà này mù rồi mà gì, vẫn là vợ mình thôi. Họ sống chung thủy với nhau. Cho nên là Ấn Tổ Ngài nói cái giáo dục gia đình á, Ngài khai thị là hiện nay đang nằm trong thời mạt pháp, muốn đẩy lùi cơn sóng cuồng loạn cực lớn, cực nguy hiểm này, cái sóng cuồng loạn cực lớn cực nguy hiểm là gì? Giết cha dâm mẹ con, tàn hại sát hại lẫn nhau, lừa lọc dối trá lẫn nhau, làm cho bao nhiêu loài vật phải kinh sợ đau khổ, trốn không có được đường nào mà trốn. Bao nhiêu con sống cuồng loạn, muốn đẩy lùi ắt phải chú trọng vào luân thường, hiếu để, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, tận tị thực hành thì mới đạt được hiệu quả. Nếu chẳng dốc sức vào giáo dục gia đình, nhân quả báo ứng, giữ vẹn luân thường, nghiêm túc trọn hết bản Phật bổn phận, đừng nói là kẻ chẳng biết Phật Pháp sẽ không thể do đâu mà đạt được lợi ích. Dẫu là kẻ biết được Phật Pháp chắc chắn cũng có thói tệ. Người biết Phật Pháp mà không giữ được luân thường sẽ có thói tệ luôn. Chứ không phải là không biết Phật Pháp thì không nói rồi nha. Nói một đằng làm một nẻo. Con người như thế tuy bảo là học Phật nhưng thật ra là oan gia của Phật, bởi dùng thân để bán Phật vậy. Dùng thân để bán Pháp vậy. Họ nói nhưng mà họ làm không có được. Trong gia đình họ vẫn rối ren, họ vẫn tranh giành hơn thua, họ không có thể nhường nhịn với ai được cả. Thì Ngài nói như vậy là người học Phật cũng bị trở ngại, đó là oan gia của Phật, làm mang tiếng cho Phật. Hết sức thận trọng. Một gia đình mình đã là bước vào chùa là Phật tử là phải gương mẫu mẫu mực. Bên ngoài không nghe một tiếng động trong gia đình mình nói, con cái không biết cha mẹ coi như là buồn giận nhau. Để con cái đi hết rồi lúc đó mình mới ngồi nói chuyện với vợ chồng, chứ không phải là sang sảng muốn nói chồng kiểu gì nói, hoặc chồng muốn la vợ kiểu nào la, làm cho con cái nó bắt chước. Họ hồi xưa họ giáo dục rất hay. Cho nên là Ấn Tổ Ấn khen cái ông, một cái ông này coi như là gần như là Ấn Tổ ổng nói là ông Tư Cừ Bá Ngọc, hay nhất ở trong văn sao gọi là Cừ Bá Ngọc. Ông này sống vào đời thời Xuân Thu Chiến Quốc chung với Khổng Tử. Và mỗi lần Khổng Tử đi qua nước Yên á, thì trong Trung Quốc nó có nhiều nước, thì ông Khổng Tử này phải đến nhà ông Cừ Bá Ngọc này, bởi vì bạn thân với nhau. Và ông Khổng Tử chỉ phục ông Cừ Bá Ngọc là lúc nào cũng nói lỗi mình, không nói lỗi người. 20 tuổi rồi thấy 19 năm trước vẫn còn sai, 50 tuổi rồi thấy 49 năm trước còn sai. Và ông nhờ nhìn được cái sai của ông mà cuối cùng ông trở thành một người hiền nhân. Vua nước Yên phải phục ông này. Có một lần nước Tần đó đi sang xem coi thử coi nước Yên ổn, có ổn hay không. Nếu mà ổn á thì về báo cho ông biết, mà không ổn thì báo cho ông biết. Hồi xưa người ta quánh nước khác là họ tới họ coi trong nước này có loạn hay không. Nếu nước này mà loạn mà dân bất tung với vua và quan không có phải là liêm khiết, bốc mở màn coi như là quơ quét mở màn của trong hạ, thu thế quá đáng và lấy ruộng của dân đồ đó, thì trong nước đang lộn xộn thì cơ hội của nước khác đi xâm lăng, gọi là nội chiến đang không ổn, thì ngoại chiến họ tới ngay. Thì qua thấy vua giao cho ông Cừ Bá Ngọc để lo cho dân, cho quân mọi việc, và thấy ông quản lý quá tốt,
Cho nên thành ra cái người mà ở bên nước Tần được sứ giả, bên nước Tần sai qua coi nước này có loạn hay không, thì nói ông Cừ Bá Ngọc ông quản lý người và dưới tay của vua, cho nên ông nước Tần không dám đưa quân sang đánh. Vì thấy ông này ông quá giỏi, ông quản lý dân nước đang yên, thì ai mà dám quấn nước họ. Còn có một nước không yên thì sao, dầu cho quân mạnh, dân đông, mà cuối cùng sao, nước khác họ tới họ quấn thì bắt đầu khởi quân quýnh là dân ở Bắc vua, họ dân cho người ta rồi, họ dân cho nước khác rồi, bây giờ ông vua không đáng để làm vua cho họ. Có những cái nước nó như vậy. Cho nên ông Cừ Bá Ngọc mà khi mà có một lần ông đi ngang qua cái cửa thành của nhà vua, thì hoàng hậu cũng ở trong đó mà nghe ngựa lọc cọc tới ngay cửa, cách khoảng là bắt đầu hết nghe tiếng ngựa nữa, thì bà hoàng hậu mới nói với vua là ông Cừ Bá Ngọc đến đó. Vua hỏi làm sao mà nàng biết, kêu là con người này là con người giữ lễ phép, khi đến cửa nhà vua thì họ không có đi ngựa tới sát đâu, mà họ phải ngừng ở xa xa chút xíu rồi đó. Không tin là ngài ra xem, thì khi nói ông chồng ra xem thì là thấy thiệt tình là ông Cừ Bá Ngọc. Ông giữ lễ phép như vậy, nhà vua phải phục ông. Những người này người người hiền, coi như là phải nói là coi như gần như là ông tổ là khen ông Cừ Bá Ngọc này. Những người này là những người mà họ là hiền thiện, mà những người hiền thiện này là họ trị dân, họ quản dân và họ lo cho dân rất hay, và họ lo cho quân để mà bảo vệ vua rất là hay. Cho nên còn một người hiền tài trong một đất nước là vua nhờ biết bao nhiêu mà kể. Còn một người con Phật thực sự hành đúng lời Phật dạy thì biết bao nhiêu người Phật tử người ta nương theo đó người ta tu. Cho nên thành ra là cái việc mà để cho mình yên ổn trong cái thời này đó, thì chúng tôi có nói cái việc hồn qua Ấn Tổ có nói, muốn biết thế gian này, muốn biết trong cõi đời này hiện nay có yên ổn hay không, phải nhìn vào trong cái lò mổ giữa đêm trường. Thì chúng tôi soạn ra thấy ở trong Vạn Thiện Tiên Tư của tác giả Chu An Sĩ Tiên Sinh, ông nói đến một cái câu chuyện là cái ông này ông giết hại chúng sanh nhiều quá, cái lúc ông chết liệm ông vô ở trong hòm rồi, xong rồi nghe tiếng lọc cọc trong đó, mở hòm ra thấy ông là con heo. Rồi ông chồng á, giết con dê, bà vợ là con dê về báo mộng, là về giết dê chính là giết vợ. Hai câu chuyện này trong cái Vạn Thiện Tiên Tư chúng tôi đọc vô giật mình, chúng tôi thấy không biết ông soạn đâu những câu chuyện này quá hay, mà thực tế Ấn Tổ ngày khen cái bộ sách này. Ngài tánh đọc hai câu chuyện này, còn lại vài phút nữa hết giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc hai câu chuyện trích trong sách Vạn Thiện Tiên Tư, tác giả Chu An Sĩ. Một, chồng giết dê hóa ra giết vợ. Đời Bắc Tống, Lưu Đạo Nguyên từng làm quân huyện lệnh Bồng Khê. Sau khi thôi việc về quê, một hôm đến chơi nhà họ Tần, nghỉ lại một đêm. Nửa đêm nằm mộng, thấy một phụ nữ khóc, nói với ông rằng: tôi là vợ của chú nhà họ Tần này, từng đánh chết một người thiếp của chồng. Âm phủ xử tôi sâu, phải chết để đền mạng, lại phải đòi làm thân dê. Hiện đang bị nhốt trong chuồng, sáng mai sẽ bị giết để đại ông. Thân tôi dù chết cũng đáng tội, chẳng thích gì. Hiện vì trong bụng đang có dê con, nếu lại vì tôi mà chết thì tội của tôi càng thêm nặng. Lưu Đạo Nguyên đợi đến sáng mới đem chuyện ấy ra nói, thì dê đã bị giết rồi. Cái nhà họ Tần nghe chuyện đều hết sức kinh sợ, liền đặt dê con chở vào bụng mẹ rồi mang ra đồng chôn cất. Lời bàn, xưa ở thành Sa Vệ có một chuyện giả tên là Đô Đề. Một hôm, lúc ông ấy đi vắng, Đức Thế Tôn đến nhà ấy nhìn thấy một con chó trắng đang nằm trên giường ăn vụn thức ăn lấy trên bàn ăn. Con chó thấy Phật liền nhảy xuống giường mà sủa. Đức Phật bảo nó: đời trước ngươi tham thiết tài sản không chịu bố thí giúp người, nên ngày nay phải chịu đọa như vậy. Con chó nghe vậy ra vẻ buồn giận, nằm lì dưới đất không chịu ăn. Ông Đô Đề quay về nhà thấy con chó như vậy thì khởi tâm sân hận, liền tìm đến chỗ Đức Phật cực vấn. Phật dạy: con chó ấy vốn là cha ông ngày trước,
Nếu ông không tin, cứ về nhà hỏi nó, bảo nó chỉ chỗ dấu vàng, bạc, châu báu, thì biết. Ông Đô Đệ nghe vậy thì vừa thèn vừa sợ, liền theo đúng lời Phật dạy về nhà hỏi con chó, chỗ dấu vàng bạc, châu báu. Con chó lập tức chạy nhanh đến, chui vào dưới giường, dùng chân ra sức bới đất. Quả nhiên đào chỗ ấy lên thì tìm được rất nhiều vàng, bạc, châu báu. Ông Đô Đề khi ấy mới tin lời Phật dạy, phát tâm quy y Tam Bảo. Vì thế nên Đức Phật dạy rằng, các loài có mạng sống đều có thể là cha mẹ thân quyến từ nhiều đời trước của chúng ta. Mỗi kiếp sinh ra làm người, tất nhiên đều có cha mẹ quyến thuộc. Từ vô thủy đến nay, nếu chúng ta thắc sinh qua số kiếp nhiều như số các một sông Hằng, ắt phải từng có số cha mẹ thân bằng quyến thuộc của số kiếp nhiều như một số các sông Hằng. Nếu thắc sinh qua số kiếp nhiều như số các trăm ngàn sông Hằng, ắt phải có từng có số cha mẹ thân bằng quyến thuộc của số kiếp nhiều như số các trăm ngàn sông Hằng, lẽ nào có thể mê muội giết bừa được sao? Lại như việc con dê của nhà họ Tần trong lúc bị giết, cả nhà đều chỉ cho đó là một con dê. Người chồng không biết là đang giết vợ để đại khách, con không biết là đang giết mẹ để vui chén cùng người. Người giúp việc cũng không biết là đang giết bà chủ để làm vật nấu nướng. Cho đến khi sự đó rồi, chồng mới biết đó là kẻ trước đây từng chung chăn gối, còn mới biết là người trước đây từng yêu thương bảo bọc mình. Người giúp việc mới biết con vật đó có miệng không nói được, phải ôm hận mà chết kia, chính là bà chủ trước đây từng lo liệu đảm đang việc nhà. Nhưng đến lúc ấy thì dù có tan xương nát thịt cũng không thể nào chuộc lại được lỗi lầm, vãn hồi sinh mạng cho dây kia. Giả như nhà họ Tần có dự giới không giết hại, ắt là chồng đã cứu được vợ, con đã cứu được mẹ, người giúp việc đã cứu được bà chủ, đâu đến nỗi chỉ vì một người khách quen biết sơ sài mà giết hại chính người thân cốt nhục của mình. Cho nên những ai thường giết hại sinh mạng để đẩy đằng quan khách, phải biết đau lòng mà nhất thiết từ bỏ không làm nữa. Chuyện này được ghi chép trong kinh Trung Á Hàm. Câu chuyện số 2, giết hại quá nhiều biến thành lợn. Trong khoảng niên hiệu Chánh Đức Triệu Minh, có một người đã độ cử nhân, gia đình hết sức giàu có, thường giết hại vật mạng. Mỗi lần đại khách giết đến 3-4 con lợn. Một đêm nọ, người này mộng thấy thần Thành Hoàng hiện đến nói, nhà ngươi giết hại vật mạng không đếm xuể, rồi đây sẽ bị biến thành lợn. Nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy, không chịu răng ngừa. Chạy qua khoảng nửa năm sau, ông ta đột ngột lăn ra chết. Sau khi đã liệm vào quan tài, bỗng nghe bên trong có tiếng động, mọi người liền mở nắp quan tài ra xem, thì thấy thi hài đã biến thành lợn. Lời bàn: người đời giết hại vật mạng phần nhiều là để đãi đằng quan khách, không biết sức lại rằng những bạn bè thân mật đó, trong khi cùng ăn uống thì người nào cũng xưng là thân thiết, nhưng ngày sau gặp gỡ trên đường bất quá cũng chỉ chào nhau một tiếng rồi đi. Nếu gặp hoạn nạn cần người tương trợ thì trong số ấy ngàn người cũng khó tìm được một hai. Trong khi đó khổ báo trong ba đường dữ do ác nghiệp giết hại thì cõi âm đã định sẵn rồi. Một khi đến trước điện Diêm Vương, liệu có thể viện dẫn bọn quan khách ấy ra để giảm tội được chăng? Xét như việc ông cự nhân kia đại khách, ắt không khỏi luôn tự cho mình là hào hiệp phóng khoáng nhiều tình cảm. Đến khi thi hài bị hóa thành lợn, tiếng xấu lan truyền khắp nơi, chẳng biết lúc ấy có còn gì là đắc chí. Và đó thì đến đây đã kết thúc rồi. A Di Đà Phật. Việc mà ở trong văn sao Tổ sư Ấn Quang nói người biến thành hổ khi còn thân người, người biến thành lợn khi còn thân người,
người biến thành dê khi còn thân người, chứ không phải để mất thân người đi rồi cái nghiệp báo đó, cái thần thức đó để vào làm loài súc sanh. Cái lối giáo dục nhân quả này khó tin. Đem cái loại giáo dục này, cái lối giáo dục này phải nói cho bao dân thiên hạ công đức này lớn. Đây là lối giáo dục công đức bậc trung mà. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Phàm phu sợ quả khổ, thích hưởng quả sung sướng an vui, mà thích làm những cái nhân xấu ác, mà không làm những cái nhân thiện lành, trái ngược hết hoàn toàn với Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là gì? Sợ nhân ác, thích làm nhân thiện, hoan hỷ trả quả ác, không muốn hưởng cái nhân thiện, sợ hưởng phước tạo nghiệp. Còn phàm phu là thích hưởng cái quả thiện để tạo nghiệp xấu ác tiếp. Hưởng phước là tạo nghiệp xấu ác mà. Trái ngược hết mới gọi là phàm phu, nghịch đức, trái nghịch với tánh đức. Để mà tạo tác thì cùng cực của nó là đọa lạc, đa tỳ địa ngục. Thuận chiều với tánh đức mà khởi tu thì sẽ thành Phật. Mà ai biết là thuận chiều với tánh đức để tu? Vô minh nó che lấp liền, không bao giờ hiểu nổi nhân quả. Làm gì nhân quả mà tự nhiên ông này ông quan á nha, đãi đằng khách khứa đó nha, mà cuối cùng gì? Bị biến thành lợn. Câu chuyện này viết trong kinh A Hàm, ông lục đâu ra, công nhận ông này ông siêu thiệt. Ông Chu Ân Sĩ, một tiên sinh Bồ Tát, ông lục đâu đủ thứ cái kinh, ông coi đúng là thông tạng, tâm tạng kinh điển. Lục ra mẫu chuyện, đến bây giờ mình tìm ra không? Làm gì mình biết trong kinh Tạng Trường A Hàm nên cái trong kinh Nguyên Thủy Nikaya mình biết chỗ nào mình tìm? Bây giờ mình coi ra Phật nói chứ không phải là ai nói. Cái người phụ nữ quan trọng là bếp nút trong nhà, may giá bếp nút. May giá đó là cái nghề, tuy rằng tay trái nhưng mà chồng mình bị làm ăn thất bại, đó là bà Mai Quyên, là ông vua tình ý này là nương cái tiền của bà mây vá mà sống, nữ công gia chánh đó. Và bếp nút trong nhà mình không có tiếng chúng sanh kêu và không có thịt trên bếp, đây là người hiền nhân, người hiền mẫu, hiền nữ. Dễ làm không? Làm được. Như vậy chúng tôi muốn nói cho quý vị là cái quả báo mà đang mang thân là người mới nằm trong hồn thôi, mà mở hồn ra thành con heo là quý vị biết kinh hãi cỡ nào. Cái chuyện mà báo mộng đây là Ấn Tổ cũng có kể một cái câu chuyện là người mẹ chết thành con heo, báo mộng cho đứa con đến cứu, vừa chúng tôi kể đó. Đứa con tới đã là bị giết mất, con heo bị chết mất, nó kinh hãi, nó kinh hồn luôn, và nó lăn, nó khóc, nó coi như là khóc muốn coi như là chảy máu con mắt luôn, và thề không bao giờ ăn thịt heo. Ngài nói nếu ai mà cũng thấy con heo giống như mẹ mình, giống như cái chú này, thì hỏi làm sao dám ăn thịt, sát hại chúng sinh để kinh thiên địa như vậy. Cho nên thành ra là biển Phật Pháp mênh mông kỳ vĩ, mà ai học vào rồi mới thấy cái thú vị. Thú vị, cực kỳ thú vị. Thôi giờ thời gian chúng tôi giảng 1 tiếng rưỡi để đại chúng còn thời gian nghỉ, và 11 giờ dùng cơm. Ở trên tình thất thì 11 giờ cúng ngọ, thì 11 giờ kém 15 là đem cơm cúng ngọ ra để cúng ngọ trong 15 phút, 15-20 phút, rồi đó là dùng cơm buổi trưa. Còn ngày Chủ nhật thì là phóng sanh xong là đúng 11 giờ. Thưa quý vị, cái việc mà chúng tôi hôm nay lên để nói chuyện cùng quý vị đó, nếu hôm nay chúng tôi lên lấy một số những lá thư văn sao của Ấn Tổ, rồi một số những câu chuyện trong Vạn Thiện Thiên Tư cho Thầy Tánh đọc cho quý vị nghe xong rồi hết giờ, không còn gì thêm. Thì cái việc này phải là bậc thượng căn, họ nghe một họ ngộ trăm ngàn. Còn mình là bậc trung hạ căn, hạ hạ căn là cần phải có ngồi lại với nhau để người đi trước hiểu và lý giải cho mọi người để tin theo. Nhưng mà thời gian chúng tôi xin thưa quý vị là phải tính cái thời gian là ngàn tiếng, 2-3 ngàn tiếng, chứ không có nói đến 100 tiếng đâu. Phải học như vậy trong vòng 5-7 năm, 10 năm. Mà cái thú vị của cái người mà họ học, mà họ hành, họ thấy kết quả, cái thú vị lắm. Còn học để mình hiểu biết, mình nhớ, mình đi nói cho mọi người nghe, thì cái này nó cũng chưa phải là thú vị đâu.
hành rồi mình thấy thú vị, cực kỳ thú vị. Câu Phật hiểu được niệm, cơ thể nó an vui rồi, mình thấy nó có sự thay đổi trong cái cuộc sống của mình, nhân quả thay đổi, bệnh hoạn bớt, ngu thành trí, nghèo nó trở thành người coi như là giàu có. Giàu có ở đây là họ không phải là của bạc đống, nhưng mà tâm họ rất tự tại, không khổ đau nữa. Rồi yểu trở thành thọ, người hèn trở thành sang. Học tư cách của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát mà, đúng không? Nên thành ra là cái việc này quý vị nên học lâu dài. Học lâu dài để có thể mình trở thành nhân vật đó luôn. Thấy không? Người học bác sĩ trở thành bác sĩ, học kỹ sư thành thầy kỹ sư, học tổ để trở thành gì? Để trở thành một con người mình chuyển phàm, sát phàm thành cốt tiên. Ngài dùng danh từ ví von là sát phàm thành cốt tiên, chứ mà học Phật là chuyển phàm thành thánh, thành Phật á, chứ không phải thành tiên đâu. Thôi giờ hết giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Thank you.